anh thôi, tận cùng cuốn nhớ. Hello các chị đẹp, em có biết là gì không? Là ngày dài cứ trông. Hay nhô mọi người. Trời ơi, hôm nay vui vẻ hát ca thôi nhưng mà chưa kịp sang kho. Chiều nay em sang kho. Chưa kịp sang kho, trời ơi, đã một con rất là hãm, một câu chuyện rất là hãm đã xảy ra với em. Mọi người biết là gì không? Đây mọi người vào đông đông em kể cho mọi người nghe. Thực ra thì cái chuyện mà khách đặt hàng xong mà xả hàng hay là như nào thì không nói, nhưng mà này khách đặt hàng xong rất hay có cái kiểu nhá, ơ, rất là hay ơ. Em ơi, đùa ở đời sao lại sinh ra là cái chữ ơ lại tài như thế được. Ơ em ơi, ơ chị đặt thế này à, ơ chị đặt thế kia à. Em ơi nghe mà nó gọi là tức phòi máu não luôn. Chị Thu Đỗ, em nghĩ là có đấy, bởi vì hôm trước em dọn kho em có nhớ là còn một cái cọc chân váy ren nữa. Em có, nếu như em bán hàng chị Thu Đỗ tình yêu, em bán ra hàng em còn, em để cho chị cái chân váy ren đấy mix với áo len rất là đẹp. Chân váy ren đấy khách em nhà em nhận cực kỳ ưng luôn, bảo là chân váy ren này mix với áo len một set quá xinh luôn. Mọi người nhá, đây em kể cho mọi người nghe cái vụ ở một cái cô giáo ở Bản Nguyên, mầm non ở Bản Nguyên đặt hàng nhà em. Nói chung là mọi người biết tình em rồi, thực ra là không phải là em khoe nhà em đông khách, không phải em khoe nhà em đông khách quen. Bích Ngọc ơi, em ship một tình yêu rồi. Không phải là không để khách nói câu nào. Ngọc Thúy đây, bạn ấy đang inbox cho em đây. Như thế này để em nói, nếu như hôm nay bạn ấy vào xem livestream của em, nếu như hôm nay bạn ấy vào bạn ấy xem livestream của em thì bạn ấy biết đều bạn, nếu mà bạn là Ngọc Thúy bạn đang xem livestream của em thì bạn ấy biết. Thực ra là mọi người biết là, thực ra là mọi người biết là em không bao giờ, không bao giờ. Anh xem livestream luôn đi. Bản Nguyên mà, chúng em đang Bản Nguyên mà. Đúng không? Ờ, Đỗ Thị Anh ơi, còn Đỗ Thị Anh ơi, hàng tặng còn này. Hàng tặng là như thôi, nói chung là thôi, mọi chuyện nó, mọi chuyện nói chung là rất là ức chế, hôm nay rất là ức chế. Nên là mọi người cố gắng hộ em, đặt gì nhớ hộ em và đặt xong inbox cho em. Ok, chị Bích Ngọc có này. Chị Lê Thông, nói chung là thôi, mọi chuyện đã xong rồi thì thôi. Nên là hôm nay em sẽ tặng cho mọi người đồ như đã hứa hôm qua. Thực sự là cái đồ này thì thôi, mọi chuyện xong rồi thôi nhá mọi người ơi. Không, chị Lê Thông làm gì phải chị Lê Thông, phải chị Lê Thông á, em á, em hờn. Chờ em xíu, em tặng cho mọi người cái đồ trẻ con. Ok chị ấy, em có một chân váy, một quần đã ship cho em chưa? Hằng Thu ơi, đợi bà ship xong. Đây, chốt cho em này, một cái áo của trẻ con và một bộ body của trẻ con. Cái bộ body này phải nói là em rất là tâm đắc. Nó là hàng của H&M rất đẹp này. H&M rất đẹp, bộ body này cực kỳ xinh luôn. Nó có tag mark rất là xịn nha mọi người. Đây là hàng tặng, như hàng rất xịn cho em. Hàng tặng này thì em tặng cho các bé là từ 1 đến 2 măn. Bé nào có mẹ, mẹ nào mà mới sinh bé này. Ừ, em hoa hoa của công anh, cảm ơn hoa của công anh nhá. Đây là mọi người này, một bộ của H&M rất đẹp. Mọi người đã mua hàng body suit hoặc mọi người đã mua hàng của áo rồi thì mọi người sẽ biết là mọi người sẽ mua hàng của mọi người sẽ mua đồ biết này. Cái mã này mọi người tầm khoảng từ bé từ 1 đến 2 măn này. Comment lên một mặt mẹ mã tặng bé nào mới sinh nhá. Bộ của H&M, mọi người chị nào đã mua đồ của H&M thì mọi người sẽ biết là đồ rất đẹp. Đồ rất 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 là đẹp luôn. Thế nên là hàng toàn là hàng xịn hết. Hàng tặng là hàng tặng xịn luôn, bộ body này mà bé nào mà kiểu như mặc chuẩn mùa này luôn nhá, rất đẹp này. Bộ chữ này cực kỳ xinh luôn, bộ body rất xinh. Comment hồi em tặng, chia sẻ livestream cho em. Trưa nay em bán một cái giá rất là yêu cho mọi người, bởi vì sao, hôm qua tối hôm qua nhiều chị inbox trách quá. Eo ơi, sao clip toàn giờ ngủ trưa vậy má. Nên là mọi người hộ em, comment hộ em là tặng bé. Tặng bé giúp em này. Comment hộ em là tặng bé giúp em nhá. Mã này tặng bé cho em này rất đẹp này. Một combo này cực kỳ xinh luôn, tặng một áo một body cho em. Chia sẻ livestream lên cho em, mọi người comment hộ em là đúng cú pháp nhá. Com đúng cú pháp cho em này, tặng bé. Tặng bé cho em này, tặng bé cho em, đúng cú pháp là tặng bé cho em nhá, đúng cú pháp tặng bé cho em. Và chia sẻ, mọi người nhớ em là chia sẻ livestream cho em, bởi vì cái livestream này hôm nay em chỉ bán áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream thôi, còn nếu không chia sẻ livestream thì quên đi, bởi vì sao, nó không bán áo dây cho mình. Chị Bích Ngọc, em thề với chị luôn là có cái màu này em để cho chị, cái màu này hay màu kem đều đẹp, nếu có màu kem em để cho chị màu kem luôn, bởi vì sao, cái áo dây màu kem rất xinh, xinh hơn cả màu xám, bởi vì trên livestream nếu như em mặc cái màu kem thì nó hơi bị béo. Comment em cú pháp tặng bé, chia sẻ giúp em nha mọi người, nhớ là chia sẻ livestream cho em. Ok này, chốt tặng cho em này, chốt tặng cho em là Lê Thị Hà này. Lê Thị Hà hôm nay quá may mắn nhá, Lê Thị Hà nhá, nhớ hộ em là chia sẻ livestream giúp em, tặng Lê Thị Hà cho em, phải lên cho em một mã nữa này, rất là nhiều mã đẹp luôn, lên cho em đơn bom nhá, đơn bom luôn này, một bạn luôn này, anh đưa cho em mấy đơn bom đấy. Đây đây, quần tất đã này, quần tất đã này, hôm nay riêng nhá, riêng trong buổi livestream ngày hôm nay thôi, bởi vì là quần tất mọi người đã biết rồi, bình thường một cái giá quần tất mọi người mua ở nhà em lúc nào phải đắt gấp đôi cái quần tất Nhật đấy. Đây này, khách bom này, gọi xong không nghe máy này, cho người khác nghe này, mà quần tất em cháy không có mà bán luôn, quần tất không có bán. Đây mọi người nhìn này, đơn hoàn này,
đơn hoàn này. Nên chia sẻ livestream cho em cuốn tất này, hình như là khách lấy màu da, khách lấy ba mấy da mấy đen ấy nhở. Đây mọi người nhá, riêng trong cái livestream ngày hôm nay quần tất này em xả lỗ luôn cho mọi người 11.000 một cái, duy nhất một ngày hôm nay, trưa hôm nay mọi người like chia sẻ livestream cho em xả đơn bom luôn. Mọi người comment của em đơn này, khách tên là gì đây? Không, khách tên là mẹ vịt. Mẹ vịt nhầm máy gì? Nhầm máy đâu, gọi không nghe. Lúc đấy em gọi bà nào miền Nam mà nghe máy gì? Để bom đâu cũng đấy, gọi điện thật lại. Thế á, thế tại sao không ấy nhở? Thế đi thôi rồi, coi như là em xả mã này cho em, xả cái này cho em này. Tất cho em có da với đen, hôm nay mọi người mà chia sẻ được mua cái đôi tất này quá là xuất sắc luôn. Không bằng một cái giá là em bán lỗ luôn cho mọi người cái livestream này. Chia sẻ cho em tất nhật là comment đấy là tất nhật 11k. Tất nhật 11k comment kèm màu với kèm ấy này, tất nhật này. Tất nhật cho em này, khách này. Tất nhật cho em này. Em nói thật mọi người luôn, tất nhật không bao giờ có bán luôn này. Comment của em này, Nguyễn Khánh Ly vẫn còn đơn này. Tất nhật cho em à, không có đâu nào. Comment đây là tất nhật cho em 11k này, comment tất nhật 11k cho em vào đấy. Nhớ chia sẻ livestream cho em hôm nay, lên hàng xả hết luôn cho mọi người này. Có màu, chị Nguyệt Quế ơi, không màu cắt trái đâu, em lấy màu da, nhưng màu da này nhà này rất thật chân nhá. Màu da nhà này rất thích này. Ok mọi người comment của em là comment số lượng kèm số lượng đấy nhá. Ok, quần tất ba đen ba da này, ok chuẩn luôn, hàng thu này. Ghi em hàng thu cái anh. Ghi em hàng thu này, ba đen ba da này. Ok. Ghi em hàng thu luôn này. Đấy ok này. Mình lấy hết quần tất mắt to, ok nhá, mắt to này. Quần tất lấy hết mắt to này. Ừ, mắt to còn đơn đúng nhỉ? Mắt to còn đơn nhà em đúng không? Hết quần tất này còn đôi này, 4 này, 6 này, 8 này, 9 đôi nhá. Mắt to 9 đôi quần tất nhá. Mắt to là 9 quần tất là hết luôn này, lấy cho mắt to này. Mắt to là hết luôn này. Còn hết quần tất rồi, có một bạn ôm hết quần tất rồi, lên tiếp cho em đơn này này. Trời ơi, toàn khách mom thôi. Đây, cái này là của hàng thu, hàng thu. Đây. Mắt to là hết quần tất rồi nha. Mắt to còn đơn nhà em đúng không? Còn áo với các thứ gì đúng không? Quần tất hết rồi mọi người ơi. Hôm nay lên xả vía cho mọi người thôi. Chứ còn thực ra là em không bao giờ em nói thật mọi người luôn, em nhập là lỗ luôn quần tất này. Nhập lấy hộ mọi người thôi mà mọi người nhớ là đặt hàng cho em. Quần tất em bảo rồi không bao giờ lời lãi gì cái quần tất luôn. Ok. Hàng thu cho em này, hết cho em này. Lên cho em một đơn này của ai đây? Trời ơi, đơn Hoàn này, đơn Hoàn shop này. Mẹ nó chứ. Đây, mẹ một cái bà rất là hãm này. Hoàn nhà em hai lần vẫn cố chốt cho này. Ai mà đã mua hàng nhà em thì biết này. Điên dã man luôn, trời ơi, có đáng bao nhiêu đâu mọi người ơi. Đây, cái áo này rất là đẹp này, mọi người nhìn của em, cái áo đen này cực kỳ phê luôn này, cái áo này mặc với chân váy siêu đẹp luôn này. Một cái áo này vừa bán và tặng cho em luôn. Chia sẻ livestream lên cho em bởi vì hôm nay em sẽ bán cho mọi người là cả thu cả hè luôn. Sẽ bán cả thu cả hè luôn cho mọi người bởi vì hôm nay lên khách cũng rất là đông này. Hết rồi tình yêu ơi, mọi người ơi. Cái quần tất đấy sẽ bán trong tối ngày hôm nay duy nhất của tối nay sẽ có cái quần tất đấy, chương trình quần tất 11k. Mọi người nhớ tối hôm nay em sẽ lên quần tất đấy bởi vì hôm nay quần tất là em về nhưng mà hết sạch rồi, khách mua lấy hết sạch rồi. Có quần tất lót lông ở bên trong không chị Thu Nhài? Có đấy Thu Nhài ơi, quần tất lót lông bên trong hình như còn da nhưng mà đẹp lắm, quần tất lót lông đẹp lắm, em nhớ anh chưa bán đâu. Lên cho em một mã này, chia sẻ livestream nhiệt tình cho em này, cái mã này khách bom này rất đẹp luôn này. Ai mà nhận được cái áo này chỉ có ưng thôi. Chất áo len mông tohi này, ở đây có cái tay ngọc nhá, mặc xinh cực kỳ luôn đấy mọi người ạ. Cái này vừa bán được tặng cho em này, comment của em là 30.000 này, một cái áo này 30.000 này. Cổ nơ này 30.000 cho em, đơn xả đơn khách bom cho em trước đó nhá. 30.000 cho em, comment của em là Lê Hải vô ý thức của đây. Đúng cú pháp cho em, comment của em Lê Hải vô ý thức của đây, mặc xinh dã man đàm thắm, cảm ơn chị đàm thắm nhá. Eo cái áo dạ vàng, lấy cho em áo dạ vàng nữa Tú, còn mấy cái bán nốt. Chia sẻ lên đây cho em. Anh lên lấy cho em đi, lấy cho em dạ vàng đi. Hôm nay khách nhận dạ vàng mới nhớ ra là còn một ít dạ vàng, bởi vì tưởng là hết rồi, cháy máy luôn cái áo dạ vàng đấy. Tú ơi Tú. Xem bút cho em, lấy cho em cái bút mới, cái bút cũ em vứt đâu rồi ấy. Đây. Comment của em là 30k, ok này, chốt 30k cho em này. Đẹp xuất sắc mọi người, comment của em là 30k vào đây nhá. Ok này, 30k cho em này. Ok, chốt chị Quyên Lê cho em nhá. 30.000 này, chốt chị Quyên Lê cho em nhá. 30.000 cho em mã 01, ok. Tớ mua để Tết về quê chuẩn luôn này, lên một mã nữa này. Ai mà đã mua cái bomber của nhà em rồi thì biết này, đến lúc là nhá. Em thật mọi người luôn, bomber này em mặc ra ngoài đường, hôm đấy là hôm 31 tháng 10. Hôm đấy là hôm Halloween em mặc ra ngoài Hồ Gươm, đến mức là cái anh chơi cùng em, bởi vì cái bomber đó là anh ấy nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, anh có 1m6 mấy thôi. Anh chơi cùng em, anh bảo là ô Quỳnh ơi cái bomber này sao mày bán rẻ thế. Cái này là form dáng rộng mọi người nhá. Cái bomber này là form dáng rộng. Thực ra là bomber thì em nghĩ là mặc dáng rộng sẽ rất là đẹp. Bên trong trần bông này, riêng cái bomber này em nói thật mọi người luôn này, hôm nay sale cho em giá lỗ luôn, bình thường em bán 130, hôm nay sale cho em 100.000 một cái bomber này luôn. Riêng cái bomber này khách mà nhận thì chỉ có ưng thôi. 100.000 một cái có bomber này cho em này. Bomber này mọi người thích mặc form rộng, mặc với quần dạ hoặc bên trong mặc áo len cao cổ rất đẹp luôn. Bomber này 100.000 mã 02 cho em này. 02 cho em này. Ok, chốt chị vừa rồi Quyên Lê cho em rồi này. Mã 02 chốt tiếp là Lê Hải đéo ý thức luôn. Chào mọi người đấy, 02 chốt cho em, 02 chốt cho em này. Bomber này xuất sắc luôn này, còn đúng một chiếc duy nhất này, nhú cũng hết sạch bomber rồi. Đây mọi người nhìn này. Còn giá đang bán đây, ức lắm ấy mọi người, nhập lỗ cái bomber này luôn. Bomber này ai mà nhận đi chỉ có ông trở lên thôi, rất đẹp. Mã 02 cho em bomber này, một có đúng một cái duy nhất. 02 cho em, 02 cho em.
Ok, 02 chúc chị Thiên Hương cho em này, bomber đẹp xuất sắc luôn. 02 này, Thiên Hương cho em này. Thiên Hương cho em này, 100.000 hết cho em mã này nhá. Ok. Lên cho em 100.000 này. Đẹp xuất sắc mọi người đây nữa này. Mắt to còn đơn không nhỉ? Quang Trường Lê ơi, em không bao giờ ship qua Shopper tình yêu ơi. Shopee nói chung là mọi người nhận thì mọi người lấy như thế nào thì lấy, nhưng còn em thì em không tin tưởng lắm. Đây này, hôm nay em uống, em đang giảm cân các chế nhá. Các tình yêu nhớ hóng cho em nhá, sau 20 ngày nữa, bởi vì sao, em sắp đi chụp kỷ yếu. Thế nên là sau 20 ngày nữa em sẽ giảm cân, tự nhiên bị mọc cái mụn to như này. Sau 20 ngày nữa là em sẽ giảm cân, em đang đây là cái nước nước gì nhở? Nước bưởi da xanh hay da đào cái gì đấy, mọi người nhớ hộ em nhá. Nhớ hộ em là hôm nay em giảm cân, nhớ hộ em nhá. Có quần legging đấy chị Đàm Thắm ơi, nhưng mà quần legging em đang xem mọi người thích mặc quần legging gì. Đây đây này, một cái các bạn rất là hãm lìn này. Các bạn này phải gọi là hãm, siêu hãm luôn đấy mọi người ạ. Đây cho mọi người xem. Áo của người ta đẹp như thế này, trời ơi đây. Một cái áo này khách, em nói thật mọi người, riêng cái áo này mọi người đã biết nhà em này, khách không có vào lấy. Cái áo cổ chữ như này, len mông togi này và một cái phao combo này vừa bán nó tặng cho em luôn, vừa bán lỗ luôn mọi người này. Đẹp xuất sắc, nhưng một cái phao như này, phao này là phao gọi là nó là phao ấy này. Không có mà bán phao này hết sạch luôn này. Phao di lê mà nó là kiểu như là nó là da hơi da lộn một tí, mặc rất phê luôn. Một áo một da cho em vừa bán nó tặng cho em 100.000 luôn này. Cái áo này rất đẹp này. Mọi người tầm khoảng dưới 50 cân mặc ok cho em nhá. Một áo như này cho em này, áo cổ chữ này. Hôm trước chị nào lấy áo này thì biết này, tranh nhau luôn thật sự đấy. Chất rất phê, len mông togi cho em dưới nó là phần lưới nhá, mặc cực kỳ sexy luôn này, rất đẹp. Mã này mã không mấy cho em đây, cả áo cả này luôn này, phao này đẹp chưa? Riêng cái phao này em là em mặc vẫn được, nhưng em ưu tiên mọi người mặc tầm bề để ở bên sau. Đây là gì này, xinh chưa? Phao này là phao dáng phao rất là nhẹ, giống như ở Uniqlo. Chứ bây giờ ai mà người ta còn mặc cái phao là dày chịch, mặc như kiểu đeo gạch lên người đó, đúng không mọi người, công nhận không? Nên là hộ em mã 03 đúng không? 03 chốt 03 cho em này. Hai cái có 100.000 thôi. Đây trả đơn bom cho em này. Bạn này cũng rất là ai? 03 chốt ai? 03 chốt ai? Đẹp lắm mọi người ơi, cái 03 này á, mọi người mà nhận đây này, phao này. 03 thì Phạm Hương cho em này, đẹp xuất sắc luôn. 03 hết cho em nhá, 03 đây xả đơn bom này. Thực ra cái áo này đây, tụi em tí này, cái áo này hình như ở đây còn 5 chiếc là hết này. 03 Phạm Hương cho em này, 100.000 là hết cho em này. Combo này ai mà lấy được thì cực kỳ yêu luôn, đến dưới 50 cân mà ok đây. Cái dạ này là còn, dạ này rất đẹp này. Dạ này em đã bán cực kỳ nhiều rồi, cái giá gốc của nó không bao giờ nói điêu. Cái giá gốc của nó là 7 triệu, em nói thật, mọi người về mọi người sờ cái chất dạ mọi người biết. Quỳnh ơi đây, khách feedback nhiều dã man. Chị nhận hàng nhà Quỳnh dạ đẹp quá, bởi vì cái dạ này em bán rất tự tin luôn. Ừ, phao hôm nay em lấy rồi đẹp Meli, cảm ơn Thúy Hồng. Phao này mặc nhẹ nhở, mặc siêu nhẹ luôn đấy. Đây này, cảm ơn Thúy Hồng nhá. Đây, cái mã này cho em nữa này. Một cái áo là len này. Ở cái chất, à cái một cái áo dạ này. Cái chất này thì em đảm bảo các chế luôn, mọi người mua á, dễ thương cực kỳ luôn mà. Cái mã này em nói luôn mọi người, nó là cái phao dáng, à nó là chầm, nó cứ phao nhịu ấy. Nó là cái dạ dáng rộng, để mọi người mặc bên trong cái áo len đen hoặc áo len trắng bên ngoài rất đẹp. Màu vàng là màu đẹp nhất luôn. Em không lấy màu đỏ nữa, bởi vì đỏ nó cũng kiểu như này, nó có nhu hơi nhũ này. Rất đẹp luôn này. Mã này mọi người mặc cho em rất đẹp, cổ lông này. Mã không mấy nhở? 0404 cho em này, 04 này. Nhanh tay thì còn đúng 5 không mấy nhở? 04 này giá 155 cho em, 155.000 một cái dạ thôi. 04 này, chị Vũ Châu Lê này, 04 Phạm Hương này. Vũ Châu Lê cho em này. 155 này, đẹp xuất sắc luôn này. 04 Phạm Hương này. 04 Phạm Hương này, đẹp lắm mọi người ơi. Đây mọi người nhìn cái túi của nó mọi người đã biết là xịn rồi này. Đây. Nhìn túi với mác này. 04 chị Phạm Hương cho em này. Phạm Hương cho em này, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nhá. 155.000 này. 04 chốt cho em là Quang Trường Lê này, mọi người nhìn hộ em này. Dạ là dạ đẹp cho em nhá. 04 chốt cho em là bao nhiêu? Quang Trường Lê à? Mọi người chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em Quang Trường Lê này, là 155.000 này. Còn đúng hai cái nữa chị nào nhanh tay thì được này. 04 này, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em, đừng chốt cho vui miệng, đừng chốt cho sao miệng, bởi vì sao? Em có công sức của em bỏ ra. 04 mắt to dồn này. Đẹp lắm, dạ này mọi người mua là mắt to này. Mắt to cho em này, không có size M đâu tình yêu ơi, nó là form dáng rộng ấy, dạ nào nó giống kiểu dạ choàng, em mặc cho mọi người xem nhá. Khánh Ly ơi, xỉ không, không xỉ. 04 này, đẹp xuất sắc luôn đây, em mặc cho mọi người xem, từ đấy em còn chưa kịp tháo ra luôn. Mọi người nhìn em cái mác này của nó này. Đây nhá. Em không bao giờ nói điêu luôn cho mọi người xem này. 1.990 mấy tệ này, nó rơi vào tầm khoảng hơn 7 triệu một tệ. Đây, cái áo này chất dạ phê luôn. 04 Nguyễn Hiếu một cái là hết này. Đây, nhìn lông của nó này. Đẹp xuất sắc mọi người nhìn được không? Đó. 04 Nguyễn Hiếu cho em này. 04 Nguyễn Hiếu là hết sạch luôn này. Dạ này em bao chất cho các chế luôn mà. Dạ này dạ xịn của em luôn đấy mọi người ơi. Em nói thật, dạ này phải bán được mấy trăm chiếc rồi. Mấy trăm chiếc rồi luôn, không có dấu hiệu dừng. Hết sạch luôn. Bên kho Nguyễn Hiếu 04 Nguyễn Hiếu xin lại số điện thoại cho em nhá. Hết sạch cho em này. 04 này, lên cọc cho em đi Tú. Cọc len đi.
Nguyễn Hiếu cho em này, 155.000 em hết này. Đây lên cho em một cái mã váy này, em rất là ưng ý luôn, còn sót duy nhất một chiếc trong đợt hè vừa rồi. Cái mã này chị nào mà nhỏ nhỏ thì quá là lợi luôn, 45 cân thì mặc cực kỳ đẹp này. Đây, váy đính đá mọi người mặc Tết nhá, xinh chưa? Cái váy này mọi người nhìn đã biết là hàng cao cấp rồi này. Váy đính đá mọi người mặc Tết này, hôm nay chia sẻ lên livestream cho em. Em bán cho mọi người giá vừa bán vừa tặng luôn một cái váy đính đá màu xanh. Mọi người tầm khoảng 45 cân đến tầm khoảng đây, lên đồ trẻ con, nó lên len trẻ con cho mọi người nhá. Hôm nay lên toàn là top thôi. Từ từ nhá. Mọi người này lên cho em là một mã váy này vừa bán vừa tặng cho em, chia sẻ livestream cho em 50.000 một cái. Váy này mọi người mua ở ngoài xác định 350-400 luôn này. Váy đính đá này rất đẹp nhá. Váy đính đá cho em này, tầm khoảng 45 cân này. Mã này 45. Mã này 45 cân mặc ok cho em. Mã này 45 cân, 47 cân mặc ok cho em này. 45 thì 47 cân mặc ok cho em mã này. Mã bao nhiêu đây ạ? Mã không mấy nhỉ? 45. Mã 05 cho em này. Đẹp lắm luôn, 05 cho em. 45 47 cân mặc cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn cho em, đẹp lắm. 05 go home luôn, 50. Quá đẹp. Riêng váy này 05 này. Go home này. Ok, Lã Thị Hoa có thấy tình yêu mà, 05 go home cho em này. 50.000 này, ok. Lên một cái hàng hot hit của em luôn. Cái áo len này thực ra là em nói thật mọi người là áo len này hôm nay duy nhất mọi người hôm nay cho em. Em bán cho mọi người một cái giá cực kỳ rẻ luôn này. Áo len này còn hình như còn sót đúng một cọc thôi. Áo len này còn sót đúng một cọc, hàng Quảng Châu xịn cho em nha mọi người nhá. Hàng Quảng Châu cả một cọc này. Lên chia sẻ cho em áo len này vừa bán vừa tặng cho em này. Lên áo len từ từ sau sẽ có chân váy dạ. Hôm nay định clip hàng hè nhưng mà không clip được, không đông khách quá. Đây mọi người nhìn không? Áo len mặc rất xinh nhá, màu kẻ tây dã man luôn, mà bán một cái giá không tưởng luôn. Em chỉ áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream thôi. Mã này bán cho em vừa bán được tặng cho em này. Giá 42.000 cho em cái áo len này, rất đẹp luôn. Mọi người mua về á, dưới tầm khoảng dưới 55 cân mặc ok. 42.000 cho em này, màu tây cực kỳ luôn này, mặc với chân váy đen như em nhá. Trời ơi, xinh chưa? Dáng này mặc rất là trắng da mà cực kỳ xinh luôn đấy mọi người ạ. Mã không mấy nhở, không mấy 06 đúng không? 06 cho em này, chị nào nhỏ nhỏ xinh mặc vẫn ok, nó là len co giãn. 06 cho em này, 0550. 06 cho em 42.000, áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream thôi. Cái này còn đúng mấy cọc mấy chiếc là hết này. 0606 cho em này. 0606 nhanh tay cho em, 42.000 một cái áo len. Ừ Lã Thị Hoa ơi, để em check nhá. Trời ơi khổ thân em. Đây, 06 nhanh tay cho em. Ừ ok, sẽ có trẻ con từ. Hôm nay lên trẻ con đẹp lắm. 0606 cho em 42.000, màu này xinh dã man luôn. Ok, 06 chị Phạm Hương 2 chiếc này, đẹp lắm luôn này. 06 nhanh tay, ok chị Phạm Hương 2 chiếc này. Phạm Hương cho em này. 42.000 cho em này. 06 này. Phạm Hương cho em này. Phạm Hương cho em này. 42.000 này, ok này. 06 Nhi Phan. Ok, 06 này, Nini Phan này. Được, 53 cân, em 55 cân mà các tình yêu. Nini Phạm cho em này. Hàng đẹp lắm luôn, 42.000 này. Ok, 06 Nhi Binky cho em này. Bụi hết mực rồi anh ạ. Nhi Binky cho em này, 42.000 này. 06 cho em 1 này, 2 chiếc này. Hàng Quảng Châu xịn luôn cho em nha mọi người nhìn không ạ. Hàng Quảng Châu cho em này, 0606 nhanh tay cho em. Nini Phạm, mọi người nhớ em nhá, chắc chắn mua hàng 06 Thúy Hồng này. 42.000 một cái áo len, trời ơi, áo len nhá các tình yêu. Thúy Hồng cho em này, 42.000 này, ok này. 06 Thiện Quyên này. Thiện Quyên cho em này, đẹp xuất sắc luôn, 42.000 cho em. 42.000 cho em này, 06 tiếp cho em này. Xinh lắm mọi người, 06 42.000 nhanh tay cho em. Còn có mấy chiếc thôi, cực kỳ xịn, cực kỳ đẹp luôn. 06 Thúy Hồng có hàng rồi mọi người ơi, 06 ai chưa có hàng chắc chắn mua hàng. Em là 55 cân tình yêu ơi, mọi người mặc thoải mái bởi vì cái len của nó là len co giãn ôm nhưng rất đẹp. 06 Thiện Quyên này, một chiếc nữa này, 42.000 trời ơi. Thiện Quyên cho em này, 42.000 cho em. 06 chốt tiếp cho em này, 42.000 nhanh tay còn đúng 3 chiếc. Mét 67 thì hơi không vừa mọi người, tầm khoảng mét 65 là ok. Hồng Thơm có hàng này, chắc chắn mua hàng chốt giúp em nha mọi người ơi. Hồng Thơm đi số điện thoại cho em này. 06 này, Vũ Châu Lê có hàng này. Còn đúng một chiếc duy nhất này. Vũ Châu Lê cho em 42.000, quá xinh luôn, quá rẻ một cái áo Quảng Châu. 06 Hồng Thơm có hàng, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nha. Đừng chốt cho vui miệng mà khổ thân em lắm luôn đấy mọi người. 06 còn một chiếc cuối cùng. Lã Thị Hoa một chiếc nữa là hết này. 06 Lã Thị Hoa một chiếc nữa là hết này. Lên chân váy cho em nhá. Lên chân váy dạ cho em này, đẹp lắm luôn. 06 này, Lã Thị Hoa cho em này, 42.000 cho em. Chị Lã Thị Hoa xin số điện thoại cho em này. Ok, lên cho em chân váy này. Cái chân váy này màu này em rất tâm đắc. Cái màu này em rất tâm đắc, lúc lấy về đã thích rồi. Nó là màu thổ cẩm. Bởi vì mùa đông em thấy mặc kiểu như là dáng váy dạ thổ cẩm ý, rất là tây luôn ý mọi người ạ. Đây này, một cái chân váy thổ cẩm này em đang xem size cho mọi người đã. Có size ML ấy, SML đủ cả luôn ý. Đây, từ từ em xem size cho mọi người ấy. Chân váy dạ này mặc mê luôn mọi người ơi. Đây này, đây là cọc này, cọc L này, chắc không này cọc L này. Đây, từ từ em xem size cho mọi người, đây là L này. Đẹp lắm, cái chân váy dạ này mọi người mặc á thì mê luôn, nó là hàng Quảng Châu nhá các chế.
chân váy dạ này nó là hàng Quảng Châu nha mọi người, mặc rất xinh này. Có ML cho em để em lên size cho mọi người nhá. Đây, đẹp chưa? Trời ơi. Cái chân váy dạ này mọi người mặc này, từ từ đợi em tí này. Mọi người đây nó là chất dạ nha, bên trong có lớp lót này, đẹp xuất sắc chưa? Đây cho mọi người xem. Thực ra cái chân váy dạ này nếu như để mà nói cái chân váy dáng như thế này thì mọi người phải mặc kèm với cả quần tất bên trong, quần tất kiểu quần tất đen, quần tất lưới, quần tất mà mỏng bên trong mặc với đẹp nhá. Đây mọi người nhìn này. Xinh chưa? Riêng cái combo này mọi người mặc này, đẹp xuất sắc chưa? Chân váy này mọi người nhìn nó em chất này. Chất chân váy cho đẹp chưa? Duy nhất ngoài hôm nay cho em sale cho em cái chân váy này. Cái size M thì mọi người tầm khoảng từ 46 cân đến 48 cân nặng. Ok, nghe kỹ cân nặng này. 58 thì chưa có size. Mọi người nghe kỹ cân nặng rồi chốt cho em size M hay size L nhá. Size M cho em từ tầm 46 48 kg cho em. Còn size L mọi người từ tầm 49 kg đến 51 kg cho em. 49 kg đến 51 kg cho em nha mọi người nha. Nhớ hộ em chân váy dạ này. Duy nhất ngoài hôm nay cho em bán cho em giá cực kỳ rẻ luôn. 49.000 một cái, không bao giờ có ạ. 07 cho em này, Phạm Hương cho em này. Mọi người comment nghe kỹ hộ em nha. 49.000 một cái chân váy dạ Quảng Châu này, ok. Quỳnh Siêu 07M, ok Quỳnh Siêu này. 07 này, Quỳnh Siêu cho em này, lấy em bút mới đi Tú. Quỳnh Siêu cho em này. 49.000 một cái chân váy dạ này. Thu Đỗ L, ok này, sắp hết rồi mọi người ơi. 07 này, Thu Đỗ này. Thu Đỗ cho em này, 49.000 chân váy dạ này, em nhập rất cao nha mọi người nhá. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. Có 49.000 một cái chân váy dạ thôi, em không muốn mặc bởi vì quá đẹp. Bên trong có lớp lót nhẹ nhàng nhá. Đây, đẹp xuất sắc chứ, bên trong có một lớp lót này. Mùi nhìn không? 07 Nhi Minh Kim M, ok Nhi Minh Kim này, đẹp lắm luôn này. Hàng Quảng Châu cho em nhá. 07 này, Nhi Minh Kim này. 07 Nhi Minh Kim cho em này, ok này. 49.000 này. 07 chốt cho em Nini Phan này, L này. 07 này Nini Phạm này. 49.000 cho em này. 07 Trần Yến Vi 45 kg mặc M đi Trần Yến Vi. 07 Trần Yến Vi này. Trần Yến Vi này. 49.000 này. 07 chốt cho em Thiện Quyên size L này. 07 này, Thiện Quyên này. Thiện Quyên cho em này. 49.000 cho em này. Nhi Minh Kim M này, Nhi Minh Kim chốt chưa nhỉ? Ok, 07 còn 2M thôi. 07 chốt cho em này. Có len cọc chữ trắng vừa nãy không em? Đặng Vi ơi, có đấy nhưng mọi người phải chờ nhá. Giá 49.000 tình yêu. Lát thì hoa L hết L rồi chị yêu ơi. Còn mỗi M thôi. Còn 2M mọi người nhìn chân váy này, màu xinh chưa? Đẹp xuất sắc luôn ngoài. Ok, chị Nhung cho chị Nhung này 07 đúng không? Chị Nhung này. Có 49.000 thôi các chế, mặc chân váy này mặc rất là xinh ý. Kiểu màu của nó cũng xinh. Ở đây là nó là giả túi nhá. Nhưng mà nhà em cũng lấy này. Còn một cái M thôi. Ok, chị Sapa M, chị Sapa mua hình mình rồi đúng không? 07 chị Sapa cho em M này. 07 Sapa số điện thoại cho em này. Đây lên hàng áo len trẻ con cho em nhá. 07 này chị Sapa cho em này. Bao nhiêu nhở? 49.000 này, ok. Chia sẻ lên cho em, bán cho em một cái cọc hàng trẻ con như thế này để em xem size của nó đã nhá. Ai? Đúng rồi, chị Lát chị Hoa đây. Trời ơi, đẹp chưa này. Hàng trẻ con này siêu xinh luôn, nó là hàng hãng cho em nhá. Đây, áo này hàng hãng này. Có tag mát rất xịn. Đây là hàng áo trẻ con mọi người mặc mua cho bé này. Hiện tại bây giờ đang có size cho bé là 140/160. Bé tầm khoảng lớp 3, lớp 3 lớp đến lớp 5 là ok. Tùy cân nặng của bé. Cái mã này mọi người tầm khoảng bé tầm khoảng độ đây. Áo trẻ con rất đẹp luôn này. Mọi người nhìn áo len trẻ con này, cực kỳ đẹp luôn, tay hoa này. Mã len trẻ con này cực kỳ đẹp nhá. Áo này mọi người tầm khoảng bé tầm khoảng độ lớp, em nghĩ là tầm khoảng độ bao nhiêu cân nhỉ Tú nhỉ? Mã này bé tầm khoảng 30 cân mặc ok, 30 cân mua tặng cũng ok luôn. Mã này vừa bán vừa tặng cho em áo bé này, riêng áo len bé nhập rất đắt. Mọi người đã mua hàng, mọi người Sapa chị điện thoại, mất hết thông tin rồi tình yêu. Nếu như mã này mọi người mua áo len cho bé thì mọi người biết nhập còn đắt hơn cả người lớn. Hàng len mua cho trẻ con còn đắt hơn cả hàng người lớn luôn. Vừa bán vừa tặng cho em một cái áo len này cho bé là tầm khoảng, em bán cho mọi người giá cực kỳ yêu luôn, 53.000 cho em áo này, rất đẹp luôn này. Hàng hãng cho em nhá, có tag mark luôn này, 53.000 cho em này. Đẹp xuất sắc đây mọi người nhìn không ạ? Hàng hãng bên Quảng Châu em ôm được một ít này. Mã này bao nhiêu đây? Bé này tầm khoảng, em nghĩ tầm khoảng độ 5-30 cân. 08 cho em này, 1 chiếc này, 2 chiếc này, 3 chiếc này, hình như có 5 chiếc là hết thôi. Rất là đẹp luôn này. Eo ơi, thật sự đấy, tự nhiên bị mụn đấy mọi người ạ. Tự nhiên bị mụn đấy. 0808 cho em, comment hoài không được. Đỗ Thị Anh, ok chị Trần Cherry này, cho chế một cái này. 53.000 một cái thôi, rất là đẹp này. 08 Trần Cherry có hàng cho em này. Trần Phương đâu, Trần Phương chưa đi đâu ạ. 08 Trần Cherry cho em này, 53.000, trời ơi. Trần Cherry cho em này, 53.000 này, ok. Hai cái len trẻ em 08, ok Nini Fan này. Ok len trẻ em này, Hằng Thu có hàng này. Hằng Thu có hàng này. 08 Hằng Thu này vừa đấy, bởi vì len này ấy 08 Hằng Thu cho em này. Hằng Thu cho em này. 53.000 này ok này. 08 chị Trần Phương có hàng này. Đẹp lắm luôn mọi người ơi. 08 Trần Phương này. Len trẻ con nhá, hàng hãng mọi người nhận sẽ rất là mềm này. Cái này là em nghĩ là gái thôi mọi người ơi, 08 này. Gái áo của gái này. Trần Phương áo của gái tình yêu ơi. Trần Phương cho em này.
53.000 mọi người mua về cho con mặc thoải mái cũng được mà. Chốt Nini Fan 2 cái là hết nhá. Nini Fan 2 cái là hết này. Chắc chắn mua hàng ấy, chốt cho em nhá, Nini Fan hết cho em này. Em mượn cái cọc cọc áo nỉ của em. 08 này. Nini Fan này, ok tình yêu ơi. Nini Fan cho em này. 53.000 cộng 53.000, hai chiếc luôn. Là bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng là 116.000. 106.000. Ok. Từ từ đã, chưa lên trên. Ok này, từ từ đã, lên cái size là xem cái size gì đã. Bởi vì mỗi cái thứ của nó là có cái size khác nhau mà. Cái size này chắc xem nhau ha, đúng không? Melanie một cái này. Đẹp chưa? Cái size này là Melanie cho em. Mà bao nhiêu đây? 08 đúng không? Mít ướt, có thấy mít ướt mà Melanie Lê cho em này. 53.000 này. Chị còn đơn cũ nhà em Trần Võ Sapa. Đơn đấy hết rồi tình yêu ơi, còn một cái cuối cùng tình yêu là vật đốt cho em đã đâu. Cái này là size nhỏ hơn thôi rồi, để em sẽ lọc, em lọc size ra cho mọi người nhá. Lọc lại size ra cho mọi người nhá. Cái mã em chưa lọc size. Em về hàng là em cũng bán luôn, em chưa lọc size bởi vì có size nhỏ hơn, rất đẹp lắm luôn mọi người. Nó thêm cọc nỉ nhá, cọc lót nỉ với cọc xám. Đây này. Áo nỉ cho em này với cả không phải. Áo nỉ cho em này. Đâu? Cái dưới cái cọc áo nhũ ấy. Dưới cái áo đỏ ấy anh. Không, cái bên cạnh cái áo trắng ấy. Trắng đỏ ấy anh. Đấy đúng rồi, cái áo ở tay anh ấy. Đúng rồi, rồi có cọc này đây. Đây. Lên cho em một áo nỉ rất đẹp mọi người nhá. Nỉ cho em này. Nỉ xốp mọi người nhá, nói rõ luôn là chất nỉ xốp. Rất là đẹp mà form cực kỳ xinh luôn. Nỉ này gọi là quá đẹp rồi. Ai mà mua hàng em thì biết này, nỉ hôm nay vừa bán vừa tặng cho em luôn. 65.000 một cái bằng với cái giá mùa hè luôn. Không bao giờ có giá này luôn. 65.000 một cái cho em. Form dáng rộng mọi người nhá. Nỉ này là form dáng rộng cho em này. Ai mà đã mua thì biết này. Nỉ là form dáng rộng cho em mọi người nhá. Ưu tiên các tí nữa thích mặc form dáng rộng cho em. 65.000 một cái, quá là xinh luôn. Ừ Trần Trang đi, nếu tí nữa em có xem cho mọi người nhá. 09 cho em đúng không? Size Melanie là size to đấy. 09 cho em, 09 cho em. 09 cho em này, 65.000 này, nỉ rất đẹp luôn. 09 cho em, nhanh tay mọi người ơi. 09 này nỉ có mấy cái thôi. Vì có việc. Ok ok chị Trần Võ Sapa, không sao tình yêu. Chị Trần Cherry ơi, có size 110 không cho chị thêm một chiếc. Em chưa lọc size tình yêu, em chưa lọc size đây mà nỉ lại nỉ cho mọi người xem nhá. Nỉ xốp nhưng mà đẹp lắm luôn này. Mặc lại nỉ cái nỉ để mặc với chân váy thì cực kỳ xinh luôn. Bên trong nỉ là lót bông nhá, bên trong nỉ lót bông này. Mã này form nó cũng không rộng bởi vì em là 55 cân mà nó là form dáng gọi là dáng gọi mà người mặc với chân váy hoặc mấy quần ấy này. 09 xinh lắm luôn đấy mọi người đây. Có 65.000 một cái rồi đây mọi người nhìn không? Cực kỳ xinh này. 0909 nhanh tay cho em. Trời ơi đẹp xuất sắc, bên trong lót kiểu như lót nỉ mọi người nhá. Nỉ bên trong lót nỉ luôn ý. Áo nỉ mà. Ok này, mọi người mặc thoải mái cân luôn, từ 60 cân mặc vẫn ok nhá. 09 chốt Vũ Châu Lê đúng không? Vũ Châu Lê cho em này. Vũ Châu Lê cho em này, 65.000 cho em này. 09 chốt cho em Đỗ Thị Lan Anh này. Đỗ Thị Lan Anh này. Đỗ Thị Lan Anh cho em này. 65.000 ok này. 09 Phượng ớt cho em này. Hải Yến ơi, còn thấy Hải Yến mà tình yêu. 09 Phượng ớt này. Ờ, Phượng ớt cho em này. 65.000 này. 09 còn đúng hai chiếc nữa tình yêu là nhanh tay được này. Một cái nỉ rất dày luôn. 09 Hoàn Oanh cho em có hàng này. Hoàn Oanh cho em này. 65.000 cho em này. 09 thêm một người nữa này. Chắc chắn luôn ai mà nhận hàng á, bên trong lót lông á. Nỉ này rất là xinh, Thiện Quyên có hàng hết cho em này. Đẹp chưa? Bên trong lót nỉ này. Xuất sắc luôn. 09 Thiện Quyên hết cho em này. Ờ, em mượn kéo ra báo thôi. Kéo ra báo thôi. 09 này. Thiện Quyên này. Một cái áo này chất rất xinh luôn. Lên tiếp cho em một mã nữa. Mọi người chia sẻ livestream nhiệt tình cho em này. 65.000. Mọi người chia sẻ lên cho em một mã này. Em bán gọi là giá gọi là quá rẻ cho các chế luôn ý. Mọi người phải chia sẻ mạnh tay lên cho em một cái áo da beo màu đang hot. Màu đang hot trên năm nay này. Màu da beo đang hot trên năm nay luôn. Có thấy Ngọc Minh nhá mọi người nhìn này. Áo rất đẹp luôn này. Một cái màu da beo này cực kỳ xinh luôn. Cái màu da beo dáng tay cánh rơi này. Ở đây là có hơi nhũ nhẹ mọi người không ạ? Hơi nhũ nhẹ này, rất là đẹp này, hơi nhũ nhẹ một xíu thôi. Phải để ý kỹ này. Cái màu này, áo này vừa bán nó tặng cho em này. Áo này thực ra em nhập với mọi người, em thề luôn, không nói điêu. Em nhập rất là cao. Đỗ Thị Lan Anh xin số điện thoại cho em này. Em nhập áo này rất cao, nó là hàng hãng cho em. Một cái khoác nhẹ như này, tay rơi nhá mọi người nhá. Cực kỳ đẹp luôn, mã này mặc thì phải gọi là mồi, mặc với chân váy như em như này. Bên đằng sau có mũ này. Xinh xuất sắc mọi người nhìn không? Cực kỳ gọi là cực kỳ tây luôn. Ví dụ như mọi người đi đâu nhá, nó giống như một cái khăn choàng này, đẹp lắm luôn đó mọi người. Mã này rất đẹp. Chia sẻ livestream lên cho em một là bán em bán gọi là em bán lỗ, em thề luôn, em không điêu một tí nào. Mã này bán cho em là 55.000 này, rất đẹp luôn, lỗ luôn mã này. Mặc xinh lắm, màu của nó màu hồng nhá. Mã bao nhiêu đây?
Mã 10 cho em 55.000 một cái thôi. Đẹp lắm, hàng hãng của bên Quảng Châu này. Chất thì phê đừng hỏi, như cái khăn mình đi đâu mình mặc rất đẹp. Mùa thu mà cực kỳ đẹp luôn, mọi người mặc như này cho em. Lên một set đồ giống kiểu mình đang mặc cái khăn này rất đẹp luôn. Mã 10 cho em này, xinh chưa? Màu hồng vỏ đỗ. Mã 10 cho em 55.000 này, nhanh tay anh tay chia sẻ lên cho em. Mã 10 còn 55.000 một cái áo nha, mặc thôi, hàng Quảng Châu chất đẹp luôn nhá. Màu da beo lại đang hot trend năm nay nữa. Hàng si hay hàng nail vậy? Suri Trang ơi, hỏi trước khi hỏi nhìn kỹ này. Em nói thật mọi người luôn, mọi người nhìn không? Ai làm gì có cái hàng như này, mã 10 Trần Cherry này, nhìn không em này. Làm gì hàng si mà cả cọc như này, 10 này, chị Trần Cherry cho em này. Em mượn cái túi mới không? Trần Cherry cho em này. 55.000 này, ok này, 10 chị Nhung cho em này. 10 chị Nhung này. 10 chị Nhung này, lỗ vãi đái luôn ấy. 55.000 này. 10 chốt cho em này. Linh Linh này. Linh Linh cho em này, 55.000 này. 10 chốt cho em này. Lan 10 chốt cho em này. Ok Linh Linh có hàng này, 10 chốt cho em này. Lan Anh Nguyễn này. Lan Anh Nguyễn không giấu này. 55.000 này. Đẹp xuất sắc luôn, mã 10 chốt tiếp cho em này. Ừ Linh Linh ơi có được rồi mà, 10 Vũ Châu Lê cho em này, 55.000 một cái áo khoác này thôi, xinh dã man luôn. 10 Vũ Châu Lê này. Vũ Châu Lê cho em này. 55.000 này. Ok 10 chị Sapa này. Xinh lắm luôn mọi người, mã này mặc trắng không? 10 này. 10 này. 10 này. Chốt cho em là ai đây ạ? 10 chốt cho em nữa. Lan Anh Nguyễn có hàng này, chị Sapa này. 55.000 cho em này. 10 Vũ Châu Lê có hàng này, còn đúng 4 chiếc thôi. 10 chốt chắc chắn có hàng cho em nhỉ? 10 Trần Hằng có hàng này. Trần Hằng cho em này. 55.000 cho em. Ok. 10 Thanh Thanh cho em có hàng này. 10 Thanh Thanh này, mã này xinh dã man luôn này. 55.000 cho em này. 10 chốt cho em. Phạm Mơ ơi, còn dạ với phao đấy tình yêu, nhưng mà chưa lên. 10 còn một chiếc nữa này, chất đẹp lắm luôn mọi người nhìn không? Cái chất này siêu phê luôn này. Đẹp xuất sắc luôn. 10 còn đúng 2 chiếc nữa là hết. Mọi người nhanh tay tay cho em, mã này bán lỗ cho em luôn đấy. Lỗ nặng luôn. Xinh chưa? Áo này á phải gọi như một cái khăn luôn. Em thật mọi người, quên mất hôm nay không có mã nhà này mình đi spa. Cái áo này mà chụp ảnh lên á thì 10 Hiền Nguyễn không giấu có hàng này. Lên bút mới cho em đi Tú. Hiền Nguyễn không giấu cho em có hàng này. Đẹp lắm luôn, có 55.000 một cái áo khoác như này. Eo ơi lên Sapa những cái áo như này á toàn bán mấy trăm nghìn ấy mọi người ạ. Bởi vì chất của nó mà nhìn này xinh chưa. Trời ơi mọi người như kiểu cái áo khoác này, màu da beo rất hot nhá. Mọi người mặc như này cho em cũng chốt xinh này. 10 chốt cho em này, còn một người nữa cuối cùng là hết này. Đẹp lắm luôn, 10 Nini fan hết này. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. Lúc chốt xong thì đừng có ơ với A mà khổ thân em các chế nhá. Ok này, 10 Nini fan cho em này. Lên cho em một cái áo len nhá, từ từ này. Em hết mã này rồi. 10 Nini fan hết sạch tình yêu ơi. 10 Nini fan cho em này. Bao nhiêu anh? 10 chị Phạm Hương nữa này. 55.000 này. Thanh Thanh số điện thoại cho em, mã 10 Phạm Hương hết này. Đây cuốn tất rất lông này. Còn đúng 5 cái này, cuốn tất này hàng xịn của em nhá mọi người nhá. Cuốn tất này hàng hãng này. Màu da cho em đây mọi người nhìn, cái quần tất này là mọi người biết nó là hàng xịn rồi, vì tại em ít khi bán quần lắm. Nhưng đã bán quần là phải bán quần xịn này, 65.000 một cái cho em. 65.000 một cái cho em quần tất này. Thực ra cái quần tất này em thấy size của nó ấy thì đây này, hàng hạng. Rất là đẹp luôn này. Thực ra quần tất này thì em thấy size của nó ấy thì mọi người đây này, đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Đây, xuất sắc chưa? Quần tất 42 cân vừa đấy chị Trần Võ Sapa ơi, bạn ấy vừa mà. Mã 11 cho em này. 11 chốt 11 cho em rất là đẹp này. 11 chốt 11 cho em mọi người, mặc bao nhiêu cân cũng vừa, tầm khoảng dưới 55 60 cân là ok, với quần tất co giãn rất thích này. Tất cả bên trong đều lót lông hết nhá. Ok này. Cực kỳ đẹp luôn, quần tất 65.000 hàng hãng, hàng xịn luôn của em nhá, không phải hàng vớ vẩn này. 11 thu nhài có hàng này, nhanh tay thì còn tình yêu ơi, đẹp luôn này. 11 thu nhài cho em này. Có 65.000 một cái quần lót lông nhá, 65.000 ok này. 11 chốt tiếp cho em này. Nini fan này. 65.000 cho em, chắc chắn mua hàng chốt cho em này. 11 Phạm Hương có hàng này. Phạm Hương cho em này, 65.000 ok này. 11 Quang Trường Lê Dồn này, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. 11 Quang Trường Lê Dồn cho em này. Quang Trường Lê cho em này. 65.000 này. 11 còn một người cuối cùng nữa, ok, thu nhài 2 chiếc hết luôn ạ. Đẹp xuất sắc này. 11 thu nhài 2 chiếc em hết luôn mọi người ơi. 11 thu nhài 2 chiếc cho em này. 11 thu nhài cho em này. Thì hòa bao nhiêu độ đấy? 11 này. Thu nhài cho em hết này. Ok 65.000 cho em. Lên một mã áo len này em cũng bán lỗ luôn này. Mọi người chia sẻ lên cho em. 42 cân vừa đấy, nó là khoác choàng mà tình yêu. Nó là khoác choàng mà chứ nó có phải là ấy đâu. Đây nữa này. Một len cho em này, len này cũng là hàng len hãng rất đẹp này. Len này cũng là một hàng len hãng rất đẹp cho em này. Nói chung là cái form này thì thực ra là mọi người mặc, em thấy cái form của nó, cái form len này ý, thì mọi người mặc với cả bên trong gần như là mình mặc lót bên trong.
cái len này gần như là một người mặc lót bên trong này. Len này cũng vừa bán vừa tặng cho em một cái giá rất là yêu này, một cái áo len thôi mà em nói thật, len tay lửng nhá, cái này mọi người mặc với quần dạ đi với bốt thì thôi còn là cực kỳ đẹp luôn này. Len tay lửng mặc với quần dạ đi với bốt thì thôi này. Đây mặc cho mọi người xem nhá, đây là hôm em còn chưa mang bốt đấy, cực kỳ đẹp luôn đây, gần như chị nào mà cũng vừa cực kỳ đẹp, len lửng này đi với bốt, mặc với áo khoác rất là xinh luôn. Mã này len này vừa bán vừa tặng cho em, len hàng hãng luôn nha, còn mấy chiếc em bán cho mọi người luôn là giá bao nhiêu nhỉ, giá 60.000 đi. Len này mã 12 đúng không? Mã 12 đúng không? 12 này, 60.000 một cái len này, đẹp xuất sắc vui chất len này. 12 này, 60.000 cho em này, lỗ luôn này. Chị Phạm Hương một cái này. Phạm Hương cho em này, mã 12 này, 60.000 cho em này, nhanh tay mua hàng giúp em với tình yêu ơi. Cực đẹp các anh ơi, cho em một cái bút mới cái. 12 này chốt Mai Thị Minh này, đẹp lắm luôn này. Ai mà không mua cái áo này á, hôm nay dễ tình thì bán giá đấy chứ còn nó không bao giờ có cái giá này luôn. 12 này Mai Thị Minh này. 12 cho em này, 60.000 này. 12 chốt cho em này, đẹp lắm luôn này. 12 rồi, 12 chốt cho em chị Nguyễn Phương này. Bút này vẫn không biết được này. 60.000 này. 12 chốt cho em này, Vũ Châu Lê này. Xin số đi. 12 này, Vũ Châu Lê này. Màu da đẹp lắm luôn này. Vũ Châu Lê cho em này. Má này chị đang mặc nhỏ nhỏ cũng xinh nhá. 60.000 này, 12 chị Sapa cho em. Còn đấy anh lấy tiếp đi. 12 này, hôm nay thì bán giá này thôi, Sapa cho em mấy hôm nữa lên á. 60.000 này, ok. 12 còn một người nữa là hết này. Đẹp xuất sắc cho mọi người nhìn lên này. 60.000 một cái, trời ơi, bán lỗ luôn đấy. Ai? Nguyễn Phương xin số này, 60 cân không vừa đâu tình yêu ơi. Mọi người tầm khoảng độ dưới 60 cân là ok chứ 60 cân em nghĩ cũng ok, nhưng mà mọi người mặc cho thoải mái len kết này, đẹp xuất sắc. Hàng hãng luôn nha các chế. Còn có mấy chiếc thôi, 12 một người nữa anh chốt cho em 12 này, 60.000 này. 12 60.000 cho em. Đẹp xuất sắc, nhớ là chia sẻ livestream lên cho em đấy. Nhớ là phải chia sẻ livestream lên cho em. 12 lên tiếp cho em mã bao nhiêu lên. Len đẹp lắm. Trần Hoa ơi. Chân váy dạ để em xem nào. Mọi người không mua này. Ok, trái tim của gió cho em nhá. Ok, lên tiếp mã cho em đi này. Em đây là cái gì đây? Còn sót một chiếc này. Đây là còn sót một chiếc cho em này, đẹp lắm mọi người. Đây cái này là còn sót một chiếc cho em, cũng là hàng đẹp luôn mọi người nhá. Cái này là còn sót một chiếc cho em này. Còn sót một chiếc cho em, cái này vừa bán vừa tặng cho em, cổ túi rất là xinh nhá. Cái này rất là đẹp, cái này mọi người mặc cho em, cái này vừa bán vừa tặng cho em này. Cái mã này bán cho em là bao nhiêu đây? Chia sẻ lên cho em mã này nhá, vừa bán vừa tặng cho em này. Bán cho em là 29.000 này. Áo này rất đẹp luôn, chất này. Phê cực kỳ luôn, cái này còn sót một cái này là hàng cũng là hàng xịn. Cái này còn sót một cái cho em này, 29.000 cho em này. Áo này cho em nhá, cổ da beo này, áo len này, mã bao nhiêu đây? Trần Võ Sapa ơi, xả mã 10 Trần Võ Sapa. Mã 10 để chị Phạm Hương cho anh. Mã 10 Phạm Hương rồi, ok để Trần Võ Sapa sang cho Phạm Hương nhá. Phạm Hương có rồi mà. Phạm Hương có nghĩa là Phạm Hương em chưa có. Phạm Hương em nghĩ là còn trên kia một ít, hiểu không? Chắc chắn mua hàng không xả cho em nha, 29k cho em này. Mã 12 chốt cho em này. Ok, 12 chốt cho em này, 29k này. Rất đẹp, ok chốt cho 13 đúng mã 13 đúng không? Quyên Lê có hàng luôn này. Nhớ là chia sẻ livestream lên cho em nhá. Quyên Lê có hàng hết cho em mã này. Quyên Lê có hàng, xin số thoại Quyên Lê cho em. Đây xem cái này là cái gì đây. Đây cái này thì để em xem cho mọi người nhá. Cá nó cũng ồ cái này là một cái chân váy hả? À quần đẹp lắm luôn. Quần này em sẽ mặc cho mọi người xem cái quần này có size của em không đã. Anh ơi lọc em cái quần này xem có quần nào không? Từ từ để em xem quần nó có size của em không đã mọi người. Đây là mã quần, mã chân váy này. Lên quần với chân váy cho em này, em xem hình như quần không có size của em luôn ấy. Mỗi 2 cái, 3 cái, xem size mấy luôn này. Quần hiện tại đây có 3 cái, quần này em không muốn mặc bởi vì quần này rất đẹp. Em bán gọi là bán siêu nhiều lần luôn, 65.000 một cái quần này cho em. Xem size gì đây đã. Cái size M, quần này chắc là chủ yếu size M thôi, quần này size M này. Đẹp lắm luôn mọi người, size M thì mọi người tầm khoảng quần nơ nhá. Nó là dáng quần nơ. Nói chung là cái phong quần này ai mua của em rồi thì biết là rất đẹp luôn đấy mọi người ạ. Cái quần này còn đúng 3 chiếc bán cho em 65.000, hôm qua chị nào chưa mua được này. Nhìn cái phong quần này, mã bao nhiêu đây? Quần này thì mọi người tầm khoảng độ size M thì tầm khoảng dưới 50 cân thôi. Mọi người ơi, comment quần ok này. Quần cho em này, con cái Vũ Châu Lê quần này mã bao nhiêu đây? Vũ Châu Lê này mã 14 cho em nhá. 14 cho em này tầm khoảng độ 50-51 cân mà ok đấy, 55 cân không vừa chị Vũ Châu Lê ơi. 55 cân không vừa đâu tình yêu, quần này size L có nhưng mà em lại chưa tìm được đâu. Quần này không có, mã này tầm khoảng dưới 50 cân mà ok cho em, quần này em không muốn thử đâu. Thanh Thanh ơi, quần này 50-51 cân thôi nhá, em sợ 52 cân là ấy đấy. Chị Boss Sapa, quần này chị lấy bị rộng.
13 quần này chị lấy bị rộng này. Riêng quần nhà em chất thì đừng có hỏi luôn, phê dã man. Còn size M cho mọi người tầm khoảng 48 cân đến 50 51 cân mặc ok cho em quần này. 14 cho em quần này không vừa đâu các chế. Quần này không vừa, mọi người nghe ký cân nhá. 53 ký hơi kích. 53 ký mặc size M là hơi kích. Còn 3 cái cho em quần này. 32. Quang Trường Lê ơi, Quyên Lê ơi, ok này, mình khách cũ mà, ok ok. Chị Osa Ban nếu quần là phải sửa nhẹ một xíu nhá, tầm khoảng 47 cân mặc ok đấy. Đây em rồi, thì mọi người muốn xem quần à, ok mặc cho mọi người xem quần nhá. 40kg không vừa, 45kg không vừa đâu tình yêu ơi. 65.000 nhá, size này tầm khoảng 48 đến 51 cân mặc ok cho em đấy. Cái này em mặc thử nhá cho mọi người. Cái này tầm khoảng 50 cân mặc đẹp, 50 cân chị nào 50 cân mặc siêu đẹp luôn. Quần này chất rất là đẹp, thực sự luôn. Quần này em, mọi người có nhớ đợt trước em thử không mà bao nhiêu chị bảo là cái quần này, ở đây cái quần này có một cái size L này, chị Thanh Thanh size L luôn này. Thanh Thanh cái quần này size L luôn này. 53 cân vừa nó bao nhiêu đấy? 14 cho em này, chị Thanh Thanh này. 65.000 cái quần này. Thấy mình nhá, có thấy ấy mà lên cọc cho em đi chú. Đây cái này còn mấy chiếc này, bán nốt cho em này. Bé Hiền ơi, có thấy bé Hiền nhá. Có thấy bé Hiền nè. Cái quần đấy xanh mờ, em cũng chưa thử đâu, em không biết là bao nhiêu cân mặc vừa luôn đấy. Thì em thử. Áo này quá xuất sắc rồi. S không có em, em bị hết S hết rồi. Cái mã quần đấy không bị lệch size, mình có bán vào đấy. Mắt to ơi, ship tỉnh bao nhiêu, bạn ở đâu mới được chứ, ship tỉnh thì ở đâu thì giá phí ship ở đấy thôi tình yêu. Đây, cái áo này rất đẹp này, cái gần như ai cũng có luôn này. Đây mọi người nhìn đúng không, cái ở đây nó có một cái len nhỏ nhỏ xinh xinh nhá, mã muối tiêu mọi người mặc này. Em nói thật mọi người, mã này mọi người mặc bên trong cho em một cái váy sơ mi hoặc là mặc áo sơ mi rất đẹp luôn. Em nói thật mọi người, mã này siêu phẩm luôn đấy mọi người ạ. Còn có mấy chiếc thôi, còn cái này màu này cực kỳ tây luôn này mọi người mặc. Em không có lấy sơ mi ở đây, chứ lấy sơ mi ở đây mặc cực kỳ đẹp luôn này. Mặc lồng sơ mi cổ tim này rất xinh. Ở đây cái eo của nó mọi người mặc sẽ không hề bị béo một tí nào nhá. Mọi người mặc mà ở bởi vì nó là dáng gi lê ôm, mặc với len cao cổ rất rất đẹp luôn mà có form co giãn này. Mã bao nhiêu đây? Mã bao nhiêu đây anh? 15 chốt 15 cho em, vừa bán vừa tặng này, chốt cho các tình yêu ủ đơn này. Mã 15 chốt cho em này, 49.000 này, nhanh tay thì còn này. 15 cho em này, 49.000 này. Ai? Chị Nhung này, mã này xinh lắm luôn mọi người ơi, chị Nhung cho em này. 15 49.000 cho em này. 49.000 cho em này. Tôi có một cái màu vàng này, Hạnh Ruby một cái này. Chiều ship luôn nhá. Ok này, 15 chốt cho em này, 49.000 chuẩn luôn. Thúy Hồng này, ok đơn Thúy Hồng, lần sau nhớ nhắc em đơn Thúy Hồng free ship nhá. Đặng Thị Như Quỳnh một cái này, mã này mặc che bụng chuẩn luôn này, Đặng Thị Như Quỳnh này. Gần như ai mặc mã này cũng xinh này. 15 chốt một chiếc cho mít ướt hết này. Mít ướt thì số điện thoại 15 mít ướt này. Hết cho em mã này. Anh đi là một cái màu nâu đất nữa. 15 mít ướt cho em 49.000 này. Chốt cho các tình yêu đủ đơn nhá. 15 mít ướt chuẩn luôn này. Mã này mặc rất xinh luôn, mít ướt cho em này. Mít ướt cho em này. 49.000 này, ok. Một màu nâu cho em nhá, lên màu nâu này. Đây mới là màu hot. 15 hết rồi, mọi người chưa sang màu này sang màu nâu cho em. Màu nâu này mặc béo khoác thì thôi, mê đừng hỏi. Tây dã man luôn, màu nâu này mọi người mặc này. Eo ơi thề luôn, nhìn của em này. Hàng Quảng Châu có cấp luôn này. Chia sẻ lên cho em mã này mới bán 49.000 bởi vì màu nâu là một màu rất rất hot nha em. Màu hot lắm. Trời ơi vừa bán vừa tặng luôn. Em bao nhiêu cân vậy Quỳnh Linh ơi? Em 55 cân nhá. Nhưng quán này mọi người nhìn này, nhìn chất len này. Đẹp chưa? Nhìn cái kiểu form len này, đẹp chưa? Cái nó có hai cái dưa ở đây này. Em đã bảo rồi hôm nay là em chưa. Ôi, chất len này mọi người nhận ra ưng luôn này, nhìn của em này. Nhìn của em chất len này. 16 cho em này. Chiều ship luôn này, 16 cho em. 16 đồng thì thua hết xám rồi, sang màu nâu đỏ cho em nhá. Màu này tây dã man luôn, không đổi màu cho em này. 16 cho em này, mã 16 cho em này, 49.000 mọi người nhìn này, xinh chưa? 16 này mặc rất đẹp luôn, nhanh tay thì luôn này. 16 này. 16 chốt cho em này, Trần Yến Vi cho em một cái này. 49.000 luôn này, mã này chia sẻ lên cho em có giá này nhá. 16 chốt Thư Lê này. 16 này, mọi người mua quá rẻ luôn này. Thư Lê cho em này 49.000 này. 16 Quỳnh Đặng này. Quỳnh Đặng cho em này. 49.000 này, ok này. 16 Trần Yến Vi này. Ok ạ. 49.000 cho em này. 16 Quỳnh Đặng này, mã này mọi người nhận thì phê luôn, Quỳnh Đặng cho em này. 49.000 cho em này. 16 Hiền Nguyễn Không Giấu này. 16 này Hiền Nguyễn Không Giấu cho em này. Hiền Nguyễn này. 49.000 này, ok này. 16 Hoàng Tươi hai chiếc này. Ủa mã này bán rẻ quá. Hoàng Tươi cho em này. 49.000 này. 16 này Hoàng Tươi này. Thảo Nguyễn không giấu còn đơn nhé. 49.000 cho em này. 16 này Thảo Nguyễn này. Thảo Nguyễn này. Ok. 49.000 này. 16 một cái cuối cùng là hết này.
Vũ Châu Lê cho em này, mã này xinh lắm luôn, 49.000. Vũ Châu Lê này 16 có một cái cuối cùng. Lan Anh Nguyễn này, đẹp chưa? Đẹp xuất sắc luôn, mã này mọi người mặc cho em. Trời ơi, mã này mặc nhá, cái chất len của nó này siêu phê, siêu siêu phê luôn này. 16 Lan Anh Nguyễn dồn đơn hết, mã này mặc siêu phẩm luôn. 16 này Lan Anh Nguyễn cho em hết mã này, lên tiếp cho em cọc đi anh. 16 Lan Anh Nguyễn cho em hết mã này. Lan Anh Nguyễn cho em này, 49.000 này, xem có cọc ấy không. Mã này xinh lắm luôn mọi người, màu nâu đất, mặc cực kỳ sáng da luôn, tây cực kỳ luôn. À cái mã này thực ra đây em đang để cho mọi người này. Cái áo này nhá, mọi người về mọi người mặc ở nhà cho em thỉnh thoảng mà. 16 này, Go Home có hàng này. Nguyễn Phương Đông ơi, có như thấy Nguyễn Phương Đông nè. 16 Go Home có hàng này. Đây lên cọc mày nữa cho em, màu này cũng xinh này. Từ từ các chị đừng ngất nhá, 16 Go Home này. Không đổi màu giúp em mọi người nhá, bởi vì còn 49.000 một cái thôi. Nên yêu cầu các tình yêu không đổi màu giúp em này, lên một màu nó rất hot. Hôm nay bán gốc luôn đấy mọi người ơi. Đây. Cái này là áo khác này, mã khác cho em. Đẹp quá. Mã này siêu phẩm luôn, một siêu phẩm nữa cho em chia sẻ lên cho em. Mã này 16 hết rồi đây. Trời ơi. Cái áo này phải gọi là siêu phẩm luôn, chất áo nhung cho em này. Mã này vừa bán nó tặng cho em luôn này, 69.000 cái áo này. Mọi người mà không mua áo này hơi phí luôn này, chất nhung mọi người nhá. Chất len nhung này, mềm lắm luôn ấy. Cái gì? Từ từ đã. Lấy len đi, lấy len mặc 800 ấy, lô 800 ấy. Đây. Mọi người nhìn này, cái này mọi người mặc này. Phê gọi là siêu phẩm luôn ý. Trời ơi, cái này còn đúng 3 cái. Đúng 3 cái hết cho em. Còn đúng 3 cái hết mẫu này cho em này. Đẹp lắm luôn, còn đúng 3 cái hết, 69.000 thôi. Mã này LA mà nhận được này, màu này trắng da cực kỳ luôn. Các chị thích mặc nhá, nó hơi bị ấy một cái như thế này, mọi người mặc ra như này này, xinh dã man luôn. 17 đúng không? 17 chốt cho em này. 17 chốt cho em này. 69.000, quá xuất sắc luôn. Hôm nay duy nhất ngày hôm nay bán này, người đẹp của em cứ một cái mặc. 17 chẳng dễ, một cái đẹp quá này. 17 này, 69.000 cho em này, xinh quá. Trần Yến Vi có hàng này. Gần như mã nào mà có được áo len nhung cho em nhá. Trần Yến Vi cho em có hàng này. 17 chốt cho em này, trời ông nội ơi. 17 chốt cho em này. 69.000 mã này đẹp quá anh ơi. Có clip bộ ngủ không? Đỗ Thị Lan anh ơi, không, em không nhà em không nhập bộ ngủ đâu. 17 chốt cho em Hải Yến ấy, Hải Yến nào đây anh? Đây. Ừ. Hải Yến 4 cho em này. 17 của một người nữa này, xinh siêu phẩm luôn, nhìn tay này. Ai mà không chốt được cái mã này á, hơi phí luôn mà là cực kỳ thích luôn. 17 cho em một người nữa. Ờ 17 Quỳnh Siêu có hàng này. Ờ 17 Quỳnh Siêu hết cho em này, đẹp lắm. Mã này ai mà không lấy á, ai mà bo mà em để em làm mặc luôn. Rất xinh luôn. Bà đừng giữ nữa. 17 hết rồi tình yêu. 17 hết cho em rồi. Cái này còn hai màu nữa này. Cái này đẹp quá. Cái này còn ổi đẹp thế này. Combo bán xem cái mã này vừa bán tôi tặng mọi người chia sẻ livestream lên cho em. Ôi hot. Đây cho mọi người xem cái chất len này nhá. Ai mà nhận cái chất len này nhá, em đảm bảo là chỉ có mê trở lên thôi này. Nhìn cái chất len này. Phê kỳ, cái màu này của nó cũng đẹp nhá. Combo hai cái vừa bán tôi tặng cho em luôn, 100.000 hai cái này. Đẹp quá. Đây mọi người nhìn em. Áo len này màu. Ôi áo len này vừa nãy bán là gần 70.000 một cái. Nhanh tay thì còn màu vàng này. Màu mọi người nhìn chất len này. Mịn kinh khủng luôn. Cái mã này chia sẻ lên cho em 100.000 hai cái. Quá xuất sắc. Cái mã này chỉ áp dụng các tình yêu chia sẻ live stream, tay giả cúc này, cổ này, đẹp chưa? Em đã bảo rồi, cái này mọi người không mua hơi phí luôn. Cái này mọi người thử nhận cái mã này em. Cái combo này ai mà nhận được thì quá may mắn. Và chia sẻ lên cho em mã 18 đúng không? 18 cho em chia sẻ lên cho em hai cái này 100.000 này. Quá xuất sắc luôn, nhìn len này. 18 cho em này, 18 cho em. 18 cho em này, 18 cho em lên nỉ nữa cho em nhá. 18 cho em này. Đẹp lắm mọi người ơi, 18 cho em này. 18 cho em 100.000 này. Mã 18 chia sẻ cho em nhá, nhớ hộ em này, combo này. Phạm Biên có hàng này. 18 Phạm Biên có hàng cho em này, ok. Lên xem một cái mã áo nỉ nhá. Áo nỉ rất đẹp này. Nỉ này như là nỉ, không biết là nỉ gì đây. Ai đấy? Đây nữa này, em cũng không biết đâu. Đây. Cái mã này là, ôi. Áo nỉ mũ lông cho em này. Không biết là cái này có mấy chiếc đây. Áo nỉ mũ lông cho em này. Nỉ mũ lông cho em này, từ em xem cái này có phải cùng cái chất không đã. Đây là bộ nỉ không biết nữa. Bởi vì nỉ là em nổi một góc, em không lọc ý, chưa lọc ra được, về vội quá, chưa có thời gian lọc. Cái này đây này, ai mà hỏi bộ ở nhà hay là áo nỉ đây này. Đây này bộ này. Cái này là bộ hay sao này, anh lọc cho xem có phải bộ không của em cái. Đấy xem đi, xem size gì của em. Đây nha, một cái áo nỉ, mã này bao nhiêu đây ạ? Mã này là áo nỉ mũ lông cho em này. Đây là bên trong là cái như thế này, rất đẹp luôn, chất rất đẹp luôn này. Nỉ này còn một chiếc cho em, 80 cho em nỉ mũ lông này. Mã nỉ thì mọi người tầm khoảng độ dưới 55 cân mặc ok cho em nhá, 80.000 này. 80.000 cho em này, nỉ cổ, nỉ mũ lông này rất đẹp này. 80.000, ai nhìn áo nỉ đẹp quá này.
Nỉ cho em, mã này mã bao nhiêu đây nhở? 19 cho em. 19 cho em, mã 19 cho em 80.000 này. Một áo nỉ cho em nhá, mã 19 cho em này. Riêng áo nỉ ngũ lông này thì quá xuất sắc luôn. 19 chốt cho em, không đọc comment cơ. 19 cho em này, 80.000 này, áo nỉ đẹp lắm luôn. Nhanh tay thì còn, các chế nhanh tay thì còn. 19 cho em, 19 cho em. Chờ áo nỉ mũ lông này em không mặc vào các chế. Không spam cho em. Ok, chị Quỳnh Siêu sẽ có chân váy từ từ nhá. Nỉ này, Nini Phạm có hàng này. Nini Phạm cho em này. Chắc chắn mua hàng, hãy chốt cho em nhá. Lúc sau đừng có bảo là hỏi em là tại sao lại như thế này, như thế kia là hơi bị mệt rồi nha. Mọi người nhớ nhá, chắc chắn mua hàng, hãy chốt cho em nhá. Đây nỉ là size gì đây? Đây này, một bộ nỉ form to cho em, mọi người đủ size nhá. Nỉ lót lông cho em này, một quần nỉ lót lông 19 hết rồi. 19 thế để cho Trần Hàng đủ đơn đi. 19 cho Trần Hàng đủ đơn đi. 19 đi Phạm ơi, nhường Trần Hàng đủ đơn cho em nhá. 19 cho em này, Trần Hàng này. Trần Hàng đủ đơn chắc chắn mua giúp em ạ. Thằng Trần Hàng cho em phải lên bộ nỉ cho em nhá. Bộ nỉ này mọi người mặc ở nhà, bộ nỉ siêu phẩm luôn. Cái bộ nỉ này rất là đẹp, nỉ lót bông cho em này. Mà nó là hàng Quảng Châu mọi người nhá. Mọi người nhìn hộ em này, cái áo khoác này. Nó là hàng Quảng Châu xịn chứ không phải là hàng vớ vẩn mọi người nhá. Hàng Quảng Châu xịn luôn, nỉ này cho em giữ bộ mặc quá. Bộ mày mẹ một này luôn ha. Nỉ này rất là đẹp luôn này, nó là hàng. Ừ, nó form to nhưng em thích ý. Đây, bộ nỉ này cho em giữ một bộ mặc rồi. Bộ nỉ này bán, vừa bán vừa tặng cho em này 120.000, nhanh tay thì còn thôi. Mã 20 đúng không? Có một size S và một size M. Còn size to này em mặc rồi. Không biết là quần có vừa không rồi đã. Đây, đẹp xuất sắc chưa? Đẹp xuất sắc luôn, bộ nỉ này gọi là quá siêu phẩm luôn. 20 comment kèm cân giúp em này. Com 20 comment kèm cân cho em này. Đẹp quá trời ơi, bộ nỉ này siêu phẩm luôn đấy mọi người ạ. Bộ nỉ này mặc á gọi là siêu phẩm luôn. 20 comment kèm cân giúp em. Vừa in luôn, vừa đẹp luôn. Bộ này mặc đi tập ha. Thế thì size M này chỉ khoảng 50 cân thôi. Ừ, size S tầm khoảng 45 cân này. 20 comment kèm cân cho em, bộ nỉ thì rất đẹp luôn này. Được cơ. M tầm khoảng 49 cân, còn S thì mọi người comment cho em bộ nỉ 120.000 này, nỉ này. Ok chị Nhung, thế chị Nhung mặc size M nhá chị Nhung. Không biết chị Nhung vừa không? Chị Nhung này. Chị Nhung cho em 120.000 đẹp lắm luôn mọi người, em giữ một bộ mặc. Còn bộ size S tầm khoảng 45 cân thôi mọi người ơi, 120.000 một bộ nỉ này, dày dặn luôn, hàng Quảng Châu mọi người nhá. Chị Trần Sapa này. Sapa cho em này, Sapa vừa luôn mã này. 120.000 cho em hết cho em. Hết cho em bộ này luôn này. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em, đừng comment để xả nha. 41 cân mặc vừa không nhưng em hết rồi. Cái bộ này em mặc giữ size này, xinh chưa? Bộ này mặc xuất sắc luôn đấy mọi người ạ. Phải nói là cái chất của nó, kể cả cái form dáng ấy, đẹp lắm trời ơi, nhìn tụi em này. Cái mũ của nó cũng xinh ấy mọi người, nhìn không? Xinh lắm luôn ấy. Mỗi tụi em đội mũ thì nhìn hơi bị tởm một tí. Chứ còn nỉ lót bông nhìn mặc ấm này. Thôi. Đó mọi người không? Mặc hơi tởm tí nhưng mà kệ ha. Cái này hết cho em này, đẹp chưa? Quần nỉ đẹp nhở? Mọi người nhìn thấy quần nỉ này xinh chưa? Quần nỉ này rất đẹp luôn, mà cái mục của nó là hàng Quảng Châu nhá. Nhìn này, xinh chưa? Quần nỉ này đẹp xuất sắc luôn các chế. Nhìn thấy không? Quần nỉ này siêu phẩm luôn. Nỉ đẹp quá. Bộ này em thích quá này. Lâu lâu rồi muốn tìm một bộ nỉ để mặc đi học ấy. Nhưng mỗi tuần là cái bộ nỉ này mặc mà mùa đông ấy, nó hơi nóng. Nóng lắm. Em mặc là hơi nóng hết cả chân. Đây. Lên tiếp cho em một mã áo nỉ nhá. Lên tiếp cho em một cái áo đấy này. Đây lên cho em một cái quần này là quần dáng rộng nhá. Quần này là chắc là quần kiểu sót ra từ cái áo nỉ ở đấy thôi. Lúc mà vứt hàng lên không để ý này. Quần này cho em này, chắc là một sót ra từ một bộ nỉ này rất đẹp. Quần này vừa bán vừa tặng cho em luôn, các chế chia sẻ livestream cho em này. Bán cho em 45.000 một cái quần này, rất đẹp nhưng form dáng rộng mọi người nhá. Quần này nó là quần dáng rộng này. Mọi người thôi mọi người comment cho em. Quần này vừa thôi comment cho em tặng này, cho các chị nào mà kiểu form rộng ấy. Mặc quần nỉ này rất đẹp, riêng quần nỉ này em đảm bảo chất cho mọi người, giặt máy giặt chờ 10 năm 20 năm không xù luôn ấy. Đây. Mã này chốt cho em một chốt cho em là một cái gì nhở? Tặng cho em này. Đẹp quá. Quần này tặng cho em đi. Quần này comment hộ em tặng nhá mọi người, về sửa mọi người như nào, dáng chun này rất đẹp này. Quần này comment tặng giúp em. Quần này comment tặng giúp em. Tặng của áo này, màu này đẹp quá. Comment tặng giúp em nào, nhanh tay cho em. Comment tặng giúp em. Mấy giờ rồi anh? Comment tặng giúp em các chế, comment tặng cho em. Rất đẹp, quần này mọi người chia sẻ nhiệt tình lên. Tặng cho em, tặng cho chị nào chia sẻ nhanh nhất nhá. Tặng cho chị nào chia sẻ nhanh nhất ạ. Tặng cho chị nào chia sẻ nhanh nhất luôn mọi người ơi. Nhớ là chia sẻ comment của em, chốt của em mã tặng. Nhớ là mọi người phải chia sẻ cho em ấy, dạo này chia sẻ kém dã man lên một máy của anh nào. Giờ này chia sẻ kém rá mang luôn các chế. Giờ này chia sẻ rá mang kém luôn. Mọi người nhớ chia sẻ livestream cho em để em bán cho mọi người các mã khác. Cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi.
Nhớ nhá, nhớ chia sẻ livestream cho em livestream là bây giờ cũng được hơn 1 tiếng nhở, bình thường nhá, hôm nay là định livestream một ít thôi đấy mọi người. Nên là chia sẻ lên cho em mọi người nhá, chia sẻ lên cho em, đẹp lắm mọi người ơi. Tạm cho em quay định bán đồ hè mà không bán được luôn ý. Lên cho em này. Ok, chốt tặng. Tặng cho em nhá các chế. Để em xem bao nhiêu chia sẻ rồi. Eo dạo này mọi người lối chia sẻ dã man ý. Chả thấy mọi người chia sẻ cho em gì cả. Chia sẻ cho view lên cho em, ủng hộ em. Ủng hộ em, các chị thương em, các chị chia sẻ lên view cho em này. Các chị ủng hộ em. Mọi người không ủng hộ em gì cả. Mới có 265 lượt chia sẻ thôi các chế. Lên 300 lượt chia sẻ cho em nhá. Bởi quần này rất đẹp, quần này em tặng mọi người nhưng quần này rất đẹp luôn, định bán mà không bán đấy. Quần này rất đẹp luôn mọi người. Quần này ai mà tặng, quần này chất đẹp dã man luôn này, quần nỉ cho em nhá. Nhớ là mọi người chia sẻ 10 nhóm, comment 10 nhóm cho em, hơn 200 lượt mọi người xem chia sẻ cho em 10 nhóm này. Nhớ em này, quần tặng là đẹp lắm luôn. Chia sẻ cho em 10 nhóm, ok. Chia sẻ lên cho em ok này. Comment của em là tặng 10 nhóm nhá. Đúng cú pháp cho em xem ai nhanh nhất này, chia sẻ nhanh nhất cho em comment tặng 10 nhóm giúp em. Tối qua chị chia sẻ nhiều quá. Phạm Mơ ơi, có gì đấy chị Phạm Mơ mà khổ thân. Lên đồ hè đi chị, ok sẽ lên đồ hè. Xong lần này sẽ lên đồ hè cho mọi người. Ok, chốt tặng cho em này. Đồ em tặng 10 nhóm cho em nhá. Lên cho mọi người một cái áo này. Áo này hôm qua hot, áo này hot vẫn chưa hết này. Lông thỏ mềm dã man luôn. Áo này nhập vàng rất cao này, cardigan này, chất siêu phẩm luôn. Hàng thêu cho em màu xanh nõn chuối nhưng rất là đẹp. Màu này đẹp lắm mọi người, hàng hãng này. Hàng này hàng hãng, mọi người nhìn cái mác của nó mọi người đã biết là rất là xịn rồi. Đây, chốt tặng cho em, chốt tặng 10 nhóm giúp em để em lên một cái mã hàng siêu phẩm xanh cốm nhưng rất đẹp. Ok, chốt tặng Nguyễn Thu Huyền này. Nguyễn Thu Huyền này ai? Ơ, hello chị Đào Mi. À em nhớ bé trò ấy rồi đấy, yếm trò ấy rồi đấy, để tí nữa em cầm qua cho, tí nữa em xong em cầm qua cho chế đây. Một cái áo này rất đẹp không? Đây mã này rất đẹp này, hàng thêu đính này. Một cái áo này ok, chốt tặng cho Nguyễn Thu Huyền rồi, xin địa chỉ số điện thoại đi. Đây cho mọi người xem. Cái mã này mọi người mua đi, em đi tặng em nói cho mọi người luôn, cực kỳ tranh xả luôn đấy mọi người, nhìn của em cái mác này. Cái mác này phải gọi là đây, cái mác hàng hãng của nó luôn này. Mọi người sẽ được tặng kèm cho em một cái cúc hay là một cái gì đấy này. Đấy. Cái mã này rất đẹp luôn này, hàng hãng luôn này. Áo này xinh lắm, ngoài của nó chất rất là đẹp. Lông cực kỳ mềm này. Tặng Nguyễn Thu Huyền. Đây, Nguyễn Thu Huyền cho em này. Áo khoác cardigan cho em, khoác lại bình thường. Nếu như vào vụ mọi người em phải bán tầm khoảng 250.000 bởi vì lông kiều, áo lông ép rất đẹp. Nhưng hôm nay trên livestream này mọi người chia sẻ livestream cho em này, nhìn mặc trắng không? Da trắng muốt luôn. Mọi người mặc cũng đẹp, mọi người đem đi tặng cũng đẹp luôn này. Đẹp xuất sắc luôn. Mã này bao nhiêu đây? Mã bao nhiêu đây anh? Bao nhiêu đây? Hai mấy nhở? Đẹp xuất sắc luôn. Mã bao nhiêu đây? Mã 22 cho em, vừa bán được tặng cho em hôm nay duy nhất ngày nay, bán cho em 89.000 cái này, không thể rẻ hơn được. Mã 22 cho em này. 89.000 cho em này. Màu xinh lắm, anh sờ chất đây, sờ cái lông xem. Eo chất đẹp lắm luôn. Mã 22 cho em 89.000 mọi người đem đi tặng cũng được nhá. 22 cho em này 89.000 này. Hàng hãng luôn này. 22 cho em này 89.000 này. Đẹp xuất sắc 22 này, thảo nguyên không dấu này. Đẹp lắm, mã này mặc trắng muốt luôn. Mọi người sờ ngoài mọi người mới in ưng, mọi người mới thích ấy. Màu này mặc cứ rất là sáng da luôn đấy mọi người. 22 cho em, 22 nhanh tay lên cho em còn mấy chiếc thôi mọi người ơi. 22 Thanh Ngô có hàng này. Thanh Ngô cho em này, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nhá. 22 Thanh Ngô này, 22 này. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. Chắc chắn mua hàng chỉ một câu thôi. Đẹp chưa? Lông mọi người nhìn này, nhìn nó em này. Mịn dã man luôn, áo này chất phê luôn này. Hiền Nguyễn không giấu này. Thanh Ngô số điện thoại Thanh Ngô cho em này. Chắc chắn mua hàng hỗ trợ 22 Trần Hằng này. Tinh xuất sắc luôn, nhanh tay thì còn. Nhìn này, hàng hãng của nó này đẹp chưa? Tất cả cái áo như 22 Trần Hằng cho em này. Đẹp xuất sắc, xuất con nhà bà sắc luôn. Màu này mọi người mặc mùa đông mọi người mặc cho em cái quần đen, quần dạ đen ấy, áo lông này. Tinh hàng thêu nhá. Áo này hàng thêu này, 22 Trần Hằng hết cho em. 22 Trần Hằng hết cho em này. Ok này. Vẫn còn ít à, Trần Hằng cho em này. 89.000 này. 22 Thu Đỗ có hàng này. Chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá. 22 này Thu Đỗ này. 89.000 cho em. 22 này chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. Chị nào chưa được comment cho em còn một ít nữa. Bây giờ vẫn còn sót. Thanh Ngô không có dối thoại xả luôn này. Miệng dẻo quá. Mít đứt có hàng 22 này. 22 mít đứt này đẹp quá. Mà này mặc trắng muốt luôn, áo thêu mà mít ướt cho em này. 89.000 cho em này, ẩm comment đúng không? Mồi có biệt comment nhiều không? 22 hello chị Trần Trí. Hello cái tình yêu 22 Tại Tâm có hàng này. Chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá. Trời ơi 22 Tại Tâm này. Tại Tâm cho em 89.000 này. Ok lên cho em cái áo đá xanh đi anh. 22 Dương, 22 chứ 22 Linh Linh này. Đẹp quá. Còn đúng một chiếc cuối cùng này. Linh Linh cho em 89.000. Áo này hàng hãng mà mọi người mà không mua. Hello chị Trần Chi. 22 Trần Đến Vi hết. Mai đẹp quá. Bán rẻ quá.
22 Trần Yến Vi này. 89.000. Ok, lên cho em một áo xanh đá đi. Áo này mọi người săn cũng rất là nhiều rồi. Lên cho em xanh đá anh. Lên cho em xanh đá này. Áo này ai mà săn nhiều rồi thì biết này. Trời ơi, cầm cái áo đá nặng trịch luôn, hàng hãng này. Áo đính ngọc hàng hãng cho em này. Thực sự cái mã này em bảo đẹp là đẹp, mọi người tin tưởng em, mọi người mua thì mã này mọi người được lợi rất nhiều luôn, bởi vì cái áo này thực sự rất là đẹp. Đá của nó đính full áo luôn này. Đá của nó đính full áo. Chị nào chưa nhận được áo này comment cho em 75.000, áo này rất rất đẹp. Mọi người xem, nếu như mọi người đã biết rồi thì mọi người sẽ thấy cái áo hàng hãng này mọi người nhận em, nói thật. Em bảo rồi mà, cái mã nào mà hàng hãng ấy thì nó sẽ là hàng hãng sale rất là đẹp. Nên mọi người chỉ việc là chia sẻ. Chị Trần Chi à? Vừa nhận hàng xong rồi má, đẹp lắm, nhiều hàng đẹp mà đây. Áo đá này, mặc rất là xinh, full đá hết luôn nhá, mặc rất là đẹp luôn. Mã này 75.000 cho em. Mã này bao nhiêu nhỉ? Mã này bao nhiêu nhỉ? Hai mấy nhỉ? 23 cho em, gần như chị nào cũng mặc được này. 23 ấy. Hoàng Oanh cho em này. Ok, Hoàng Oanh cho em này, 23 Hoàng Anh này. 23 Hoàng Oanh này. 75.000 cho em này. 23 chị nào này, áo đá xanh ok Vũ Châu Lê, 23 Trần Chi này, 23 Vũ Châu Lê. Này. Trần Chi một cái này, Trần Chi cho em này, 75.000 này. Ừ, chuẩn luôn đấy, trời ơi, áo này đẹp mê chuẩn luôn, 23 này, Vũ Châu Lê chuẩn thực sự. Vũ Châu Lê cho em này. 75.000 này, 23 này. Lan Anh Nguyễn này, đây. Chị đây, nhìn này, giá của nó là 499 tệ này. 23 này, Lan Anh Nguyễn này. Lan Anh Nguyễn cho em này, 75.000 ok này. 23 Thúy Hồng cho em này. Thúy Hồng cho em. 75.000 cho em này. 23 áo này mẹ mặc được không? Trần Hằng ơi, áo này mẹ mặc hơi bị trẻ quá, em nghĩ là hơi bị trẻ. Hơi bị trẻ quá, còn thực ra là mọi người mua cho mẹ thì vẫn ok, nhưng em thấy hơi trẻ. Giá tệ của nó là 499 tệ nhá. Đây này mọi người nhìn này, cái nào cũng là 499 tệ, có nghĩa là 500 tệ, nó rơi vào tầm hơn 1 triệu một cái, nó là hàng hãng mà. 58 cân vừa đan nguyên ơi. Nhưng mà mã này nó là form dáng 23 này, ngân hàng Nguyễn này. Nhưng mà mọi người mặc nhỏ nhỏ thì xinh hơn nhá, ngân hàng Nguyễn này nó đã bị béo. Vừa đấy, 75.000 này. Đẹp luôn. 23 chị Sapa này, đẹp mà tình yêu. 23 bé Hiền này. 23 này Sapa này. 75.000 này, ok. 23 chốt cho em là bé Hiền này. Ok. Còn đúng một cái cuối cùng chẳng những giúp em mặc. 75.000 này. 23 bé Hiền này. Vừa thoải mái luôn tình yêu. 75.000 này. Má này đấy, bạn Trần Hiền đi. Bạn Trần Hiền là 45kg à? À Trần Hiền Vi 45kg đúng không? Ok tình yêu Trần Chi. 45kg mặc mã này còn xinh mà. Lên một cái nữa chưa, em rồi Vũ Châu Lê một cái rồi. Đây này Vũ Châu Lê này. Hai cái không ạ? Vi rồi Vũ Châu Lê. Mã này bạn Trần Yến Vi còn 45 cân mặc còn ok mà, 47 cân vừa đấy tình yêu đây. Bạn Yến Vi là 45 cân mặc còn ok mã này mà mọi người, áo đá full luôn này. Cao cấp mà. Ồ, xuất sắc luôn. Còn đúng một chiếc nữa mọi người. Ai chưa được này, áo đá xanh hai cái ok. Đơn Thúy Hồng vẫn giữ tình yêu, đơn Thúy Hồng vẫn giữ. Vũ Châu Lê có hai cái rồi, em đi Vũ Châu Lê hai cái rồi tình yêu ơi. Còn một cái cuối cùng này, áo đá này nặng trịch luôn. Mọi người nhận má ưng hết ý luôn. 23 của một chiếc cuối cùng này Nguyễn Quý, Nguyễn Thảo đấy má. Ừ đúng rồi, 23 cho em này. 45.000 bởi vì nó form áo này nè. Ok ok, 23 chốt một cái nữa cho em, 75.000 áo đá, nhanh tay nhanh tay. Vũ Châu Lê hai cái rồi, đẹp chưa? Hàng hãng xuất sắc luôn. Dồn cho các tình yêu đủ đơn nhá. Dồn cho các tình yêu đủ đơn này. Đẹp quá. Lan mít cho em này. Ok. Mã này là một cái form, mọi người biết cái áo màu đỏ mà có cổ, cái khóa cổ đây không? Lên thêm màu nâu nhá. Bây giờ mới lên màu nâu này. Phải nói là thực sự là chất rất đẹp. Em bán 69.000 mọi người mà nhận mọi người mê luôn. Bởi vì sao, nhìn cái tay của nó này, nhìn cái chất này. Chất này là chất là kiểu giống chất gì, rất là mịn và đẹp. Mà không đâu, bởi vì bạn Thúy Hồng là nói chung là khách mua nhiều mà tùy hôm em hứng ấy mọi người, nên là mọi người biết mà, kiểu như là tùy hứng ấy chứ không phải là ưu tiên ai đâu, nó là bán hàng theo hứng ấy. Thế nên là mọi người thích xem livestream của em mã bao nhiêu đây, 20 mấy đây, 24 cho em này, xinh lắm đây nha mọi người. 69.000 cho em mã này thôi, rất là đẹp. 24 Hoàng Oanh có hàng này. Hoàng Oanh này, Hoàng Oanh không phải là Hoàng Oanh đâu, đây là Hoàng Oanh. 24 chốt cho em này, 69.000 này, chắc chắn mua hàng ấy. Chốt cho em nhà 24 Hoàng Oanh này, mã này xinh lắm luôn, màu Hoàng Oanh cho em này. Ok 69 này, ok 24 mít ướt này, mã này vừa bán vừa tặng đấy, mã này nhập đắt lắm này. Mít ướt cho em này, 69.000 này. 24 còn một người nữa là hết này, màu này nâu này xinh, phượng ướt hết. 24 phượng ướt cho em này, đủ đơn cho em. Phượng ướt đủ đơn cho em này. 24 phượng ướt đủ đơn cho em nhá. 24 phượng ướt đủ đơn cho em này. Đẹp lắm. 24 này phượng ướt cho em. 69.000.
Ok hết mã 24 cho em lên một cái màu len đỏ, không biết là shop cái len nào đây đây. Em ơi xinh dã man, trời ơi. Cái này là cái khoác len đỏ này mọi người ơi, còn đúng một chiếc thôi. Khoác len này, kiểu xinh dã man luôn. Thực sự cái khoác len này. Thôi cái mã này em giữ lại mà. Cái len này nhanh tay cho em này. 99 một cái, nhanh tay còn đúng một cái duy nhất đằng sau nó rách này. Kiểu này mà không mua hơi phí luôn này. Để xuất sắc cho mọi người. Nhìn này. Kiểu này rất đẹp, đằng sau rách nhẹ. Cực kỳ chất chơi mà len này. Chung là cái len này chất rất đẹp, còn sót một cái cho em thôi. Nhanh tay thì còn 99.000 cho em. Mã 22 mấy đây? 25 cho em còn sót một cái. Lên đồ hè cho em nhé mọi người, mọi người thích lên hè không? Tại Tâm này rồi. Ok này, Tại Tâm rồi đơn này. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nhé, đỏ 99.000 cho em, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. Không bán cho những mã bao nhiêu đây? 2 mấy? 25 à? Tại Tâm cho em này. Em không bán cho các khách, em không bán cho các khách đặt hàng sang miệng đâu nhá. Thích đặt là thích, không đặt là không đặt đâu có chế ơi. Nào lên, mọi người thích lên hàng hè xả chưa mọi người ơi? Thích lên hàng hè xả chưa này, lên một mã này. Đây một cái mặt hàng nữa này. Đây là một cái áo len dáng như là nó màu nó là màu này này. Đợi em tặng cho mọi người đây. Len này chất cũng rất đẹp, còn sót mấy cái cho em thôi. Ok mọi người. Đây mã này còn sót một cái cho em này. Len nó là len kiểu như là len dáng ôm ấy mọi người. Ôm này, mọi người ưu tiên các tình yêu nhỏ nhỏ xinh xinh mặc mã này đẹp này. Len ôm cho em nhá. Em tay em hơi to nên mặc mã này. Nhưng nó là dáng len ôm ấy mọi người, mặc mùa đông mọi người mặc cái mã nào. Mã này mặc rất là thích này. Đây, nhìn thấy không? Màu len này cho em này. Đó. Đây này mặc cũng rất là thích luôn cho em. Mã này mặc vừa bán vừa tặng cho em luôn này. Comment cho em 29.000 vào đây đi. Comment cho em 29.000 vào đây. Một cái mã len này mặc ngực rất to nhá. Comment cho em 29.000 vào đây cho em. Còn có mấy chiếc vừa bán vừa tặng cho em luôn. 29.000 mã này em nhập hình như là đây mọi người nhìn này. Hàng xịn luôn này, nhập rất đẹp này. Ưu tiên các tình yêu phong nhỏ nhỏ nhá. Comment vừa bán vừa tặng cho em, chia sẻ lên cho em 29.000 à. Chia sẻ lên cho em mọi người nhá. Hôm nay phải chia sẻ. Mã bao nhiêu đấy? 26 cho em này, mã 26 cho em phải chia sẻ lên mỗi chị chia sẻ 10 lần cho em nhá. Để em đông khách thôi, bán cái này để đông khách thôi. 29 chốt cho em này. 29.000 cho em mã 26 đúng không? Mít ướt này. Mít ướt cho em này, dưới 50 cân mà. Ok 29 này. Lan lan mít cho em này. 29.000 cho em này. Ok. Hàng đẹp luôn mọi người nhá, không phải bán em mới điêu. 29 Quỳnh Siêu này. Quỳnh Siêu cho em này. Rồi rồi ok. 29 chốt cho em Giang Trà này. 29.000 cho em nhá. Còn một cái cuối cùng là hết luôn. Đây, nhìn không? Nhớ là chia sẻ lên cho em nhá. Mã này chốt cho các tình yêu chia sẻ nhá. Còn nếu mà không chia sẻ là không chốt đâu các chế nha. Không chia sẻ là không chốt mã này đâu các chế. Còn sót một chiếc cho em. Áo bé còn size nhỏ đấy, nhưng em chưa chọn size, chưa chốt size đâu. Nhớ hộ em là chắc chắn mua hàng cho em. Mã bao nhiêu đây? Mã 29 cho em đúng không? 26 này, 29, 26 này. Ok. Còn một người nữa là hết cho em. Mã này bao nhiêu đây? Ô thân chị Nhung, để em xem còn má nào không, em để chế. Ai? Bé Hiền cho em này. Đẹp xuất sắc, ok hết mã này cho em. Ừ đây lên xem này, đây một cọc nữa này. Thực ra cái cọc này màu trắng thì em bán để cho các tình yêu mặc vest ở bên trong nhá. Hôm nay cũng lên cho em này, bao nhiêu là chia sẻ được các chế. Mọi người phải vui vẻ với em thì em mới bán cho mọi người một cái mã này rất đẹp, màu trắng này. Cái kiểu nó rất lạ, len thì quá đẹp rồi, nhưng cái kiểu nó rất lạ. Em thấy cái kiểu nó rất xinh này, nhìn của em chất len này, mê chưa? Đây nhìn của em này. Len mịn mà cái này là dáng len áo len trễ vai nhá, nó giống kiểu hơi trễ vai nhẹ một tí này, mặc rất xinh. Len màu trắng để mọi người mặc bên trong với vest hoặc mặc bên trong với dạ với khoác như em đây, em ví dụ cho mọi người xem. Đợi em tí nữa em mượn một cái áo màu đỏ với bạn vừa rồi của bạn Tại Tâm này. Em mượn cho mọi người xem này, mặc rất là thích này. Cái chất len xẻ mọi người xẻ như vai như này này. Xinh xuất sắc luôn nhá đây. Đây mọi người nhìn thấy không? Cực đẹp này, len về xẻ vai như này cực kỳ đẹp. Mã này mọi người chia sẻ lên cho em, vừa bán vừa tặng đây, mặc cho mọi người xem. Mượn một cái áo này của bạn ấy xong tí nữa trả luôn này. Mặc với áo khoác cardigan rất đẹp luôn. Thực sự cái mã này chia sẻ lên cho em, mã này vừa bán vừa tặng cho em len trễ vai. Nó là hàng kiểu chất len, rất là xinh, chất len nhá mọi người. Len mông togi cho em, mọi người nhớ là có đơn inbox địa chỉ cho em nhá. Mượn cái áo đỏ một bạn vừa rồi này. Đây, em mượn em mặc nhá, chứ không bán áo đỏ, áo đỏ bán rồi các chế nhá. Không mọi người lại vào mọi người đòi áo đỏ để chết em đây. Màu trắng mặc bên trong cái gì cũng đẹp, nổi dã man luôn. Mã này mã 27 cho em này, Giang Hoàng ơi, có nhìn thấy Giang Hoàng mà tình yêu ơi. Từ từ nhá, chưa phát mã áo này đâu ạ. Mã này cũng một cái bà giá gọi là các tình yêu nghe xong cái là sốc luôn. Nghe xong một cái là sốc luôn. Ơ, sao mặc kiểu gì này? Mọi người nghe